Chương 71, mọi người đều là người có văn hóa. Nhìn nhóc con cười khanh khách kia, vẻ mặt thường nhạc rất kỳ lạ, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Lại nhìn đôi gian phu dâm phụ tựa sát vào nhau dưới đất, thường nhạc đột nhiên mỉm cười nói, kỳ thật, tôi là người có văn hóa, cho dù là lưu manh thì cũng là kẻ lưu manh có tố chất, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Nhạc thiếu gia ngài căn bản không phải lưu manh, ngài quả thực chính là thân sĩ cao quý, hoàng phiêu nhiên liên tục gật đầu thường nhạc nháy mắt tà mị không biết suy nghĩ thứ gì mà vẻ mặt trở nên có chút cổ quái dùng một giọng điệu chậm rãi trước nay chưa từng có nói đứa nhóc này quả thật rất đáng yêu đúng vậy thằng bé vô tội hai vị nhất định không ngờ đứa nhóc này sẽ cứu mạng các người nhưng bây giờ tôi lại lo lắng cho tính mạng của mình cảnh sát hoàng sau khi anh rời khỏi đây sẽ không tha cho tôi không phải sao hoàng phiêu nhiên liên tục lắc đầu vẻ mặt kích động vô cùng thề thốt không không không, nhạc thiếu gia, sao tôi còn dám đối phó với ngài chứ? Xin ngài tin tôi, cho dù tôi mượn 100 cái gan báo, tôi cũng sẽ không nảy sinh bất cứ suy nghĩ hư hỏng gì, để tôi nghĩ xem, thật là khó xử, thường nhạc làm ra bộ dạng thật khó khăn, ngồi sổng xuống trước mặt Hoàng Phiêu Nhiên, nhẹ nhàng xoay cái bật lửa trong tay, nét mặt vẫn vô cùng kỳ lạ nhìn gã nói, tôi quyết định thả anh, có lẽ vì quyết định này, tôi sẽ làm tổn thương đến các anh em của mình, anh biết anh từng hại chết không ít anh em của tôi. Hoàng phiêu nhiên vừa nghe thấy vậy, nhanh chóng bò đến trước mặt huyết hổ. Hổ gia, trước kia là tôi có mắt như mù, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Cúc, huyết hổ đá văn hoàng phiêu nhiên, lắc đầu, trầm giọng nói. Tất cả nghe theo thiếu gia, tất cả quyết định của thiếu gia đều chính xác, ta đây sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Thường nhạc mỉm cười nói, nết tất cả mọi người đều là người có tố chất, có văn hóa như vậy, vậy ngồi xuống nói chuyện đi nói xong thường nhạc khoác tay áo huyết hổ thì dẫn thiếu phụ xinh đẹp và đứa bé tới một căn phòng khác lúc này thường nhạc mới từ từ nói bây giờ là thời gian giao dịch cảnh sát hoàng anh có gì đáng để tôi động tâm đây tôi hoàng phiêu nhiên giật mình gã biết tin tình báo bình thường không nổi gợi lên hứng thú của thường nhạc đơn giản lấy ra lợi thế lớn nhất em trai tôi nói tới đây hoàng phiêu nhiên có chút do dự nhưng rất nhanh hạ quyết tâm nói hoàng dật nhiên em trai tôi ở nhật đang lôi kéo một số người của tổ sơn khẩu nếu không có gì bất ngờ xảy ra sau khi nó chiêu binh mãi mã thành công sẽ về nước tìm ngài báo thù tổ sơn khẩu thường nhạc lặp lại một lần lộ ra nụ cười cực kỳ cổ quái đúng vậy nhạc thiếu gia cậu phải tin tôi lúc này tôi tuyệt đối sẽ không nói dối nửa câu tôi đương nhiên tin anh nhưng thường nhạc dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hoàng phiêu nhiên từ từ nói vấn đề tôi lo lắng chính là nếu tôi động thủ với cậu ta, anh sẽ đứng ở bên nào? Tôi nhất định sẽ đứng ở bên nhạc thiếu gia. Hoàng phiêu nhiên không hề nghĩ ngợi đáp, trả lời chắc chắn như vậy sao? Thường nhạc dường như có chút giật mình. Hoàng phiêu nhiên bị ánh mắt nhìn xuyên thấu lục phủ ngũ tạng của thường nhạc làm cho run sợ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt thường nhạc, cắn răng quả quyết nói, nhạc thiếu gia, hoàng phiêu nhiên tôi là người thức thời, nếu muốn lựa chọn giữa một mạng và hai mạng, tôi chọn hai mạng. Huống hồ. Người bình thường đứng giữa lựa chọn em trai và con trai, cũng sẽ chọn mạng của con trai, tôi tạm tin anh, thường nhạt nháy nháy con người không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên hỏi, tôi rất muốn biết, vì sao anh không thử khuyên em trai mình thu tay lại, mà lại phải đứng ở phía tôi. Tôi thực sự khâm phục dũng khí vì đại nghĩa diệt thân của anh, ngài không biết, tên nhóc giật nhiên kia cho tới giờ đều không nghe lời tôi, thậm chí có thể nói là tôi nghe lời nó, nói tới đây, trong mắt Hoàng phiêu nhiên hiện lên chút quán độc vẻ mặt cũng âm ngoan, nhạc thiếu gia, với năng lực của ngài, ngài có thể hiểu được, tôi là con do vợ trước của cha tôi sinh ra, từ khi mẹ tôi qua đời thì bị ghẻ lạnh, từ nhỏ đã bị mẹ kế chính là mẹ giật nhiên chèn ép. Từ nhỏ đến lớn tôi đều học trong trường học bình thường, nếu không sao lại có thể làm cảnh sát, hơn nữa tôi chỉ có 10% tài sản của toàn gia tộc, những thứ khác đều bị mẹ con chúng chiếm đoạt, nhưng năm nay tôi đều hầu hạ bọn họ như hầu hạ ông lớn luôn lo sợ ngay cả 10% tài sản kia cũng mất. Hoàng phiêu nhiên càng nói càng tức giận, tráng nổi gân xanh nói tiếp, đều nói đến đây rồi, tôi cũng không gạt ngài, tôi muốn đoạt lại những thứ của tôi, tôi mới là con trưởng trong nhà. Tư đồ lôi minh từng nói sẽ giúp tôi, vì vậy tôi mới, không cần phải nói, tôi hiểu rồi, thường nhạc cắt ngang lời Hoàng phiêu nhiên, trên mặt lộ ra nụ cười quá dị. Trong con người đục ngầu của Hoàng Phiêu Nhiên giấy lên tia hy vọng, chuyện cho tới giờ này gã cũng chỉ có thể dựa vào cây đại thụ thường nhạc này rồi không chút để ý xoay xoay cái bật lửa thường nhạc đột nhiên nói nếu cảnh sát hoàng anh có thể trong khoảng thời gian ngắn mà phá một vụ án cỡ lớn địa vị có khả năng tăng lên cao không hoàng phiêu nhiên căng thẳng nhìn thường nhạc vội gật đầu nói đó là đương nhiên tuy trong nước điều chỉnh lương bổng mạnh nhưng tôi còn trẻ nếu lập được vài công lớn thì lời nói sẽ rất có trọng lượng đến lúc đó tôi còn có thể nuôi trồng tâm phúc của mình Cảnh sát Hoàng quả là người thông minh, tôi càng ngày càng thích anh." Thường Nhạc mỉm cười, cười đến phá lệ rạng rỡ, nói tiếp, "Cảnh sát Hoàng là người của tổng cục sao? Có phải là có quyền điều tra toàn bộ án trong nội thành?" "Vậy không còn gì tốt hơn rồi, gần đây, trong tỉnh chúng ta có mấy ban hội không phục hội huyết thủ chúng tôi, cho nên, chuyện này, tôi hiểu, tôi hiểu, quay về tôi liền đi xin lệnh điều tra, làm kiểm tra bất ngờ, để đám khốn kiếp kia không có một ngày tốt lành." hoàng phiêu nhiên làm cam đoan ngay cả lưng cũng thẳng hơn vừa rồi rất nhiều thường nhạc nhiệt tình cầm tay hoàng phiêu nhiên không thể không nói cảnh sát hoàng là người hiểu biết lần này nếu biểu hiện của ngài tốt có lẽ tôi sẽ cung cấp cho anh chút tin tình báo nói không chừng ngài sẽ thăng chức rất nhanh trong mắt hoàng phiêu nhiên lộ ra thần sắc tham lam không giấu được âm thanh nghẹn ngào cảm ơn cảm ơn nhạc thiếu gia bồi dưỡng hoàng phiêu nhiên tôi xin thề nguyện cả đời làm trâu làm ngựa để thiếu gia vui lòng thường nhạc đứng lên, ngẩng đầu nhìn trần nhà say sưa. Sự xuất hiện của Hoàng Phiêu Nhiên giống như vô tâm trồng liễu, mượn dao giết người không thấy máu, cảm giác dùng sức mạnh của cớm để tiêu diệt mấy ban phái xã hội đen lớn kia quả thật rất kích thích. Cái gì mà quy củ giang hồ, đối với thường nhạc mà nói, quy củ trước giờ đều là thứ vô dụng, lời nói của nhạc thiếu gia chính là quy củ. Ha ha, có lẽ không bao lâu nữa, hội huyết thủ sẽ thống nhất toàn bộ xã hội đen tỉnh ép không tốn tiền mua bán chính là lãi lời lớn nhất, dường như nghĩ đến điều gì, Hoàng phiêu nhiên dãy dụa đứng lên, chạy đến bên cạnh thường nhạc, thật cẩn thận nói, nhạc thiếu gia, nếu như muốn làm việc mà nói, vẫn cần phải có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thường nhạc hơi cười rộ lên, nụ cười không nói ra được tà ác, anh xem, chúng ta lại nghĩ giống nhau rồi. Tốt lắm, tôi nghĩ anh nếu như quá đơn giản phá được vài vụ án, chỉ sợ người khác sẽ không tin, cho nên chúng ta cần phải để một loạt kẻ chết thay, để anh đi lên từ những vụ án nhỏ. Thời gian dần qua dẫn đến mấy vụ án lớn. Anh cảm thấy thế nào? Cao, quá cao. Hoàng Phiêu Nhiên mạnh mẽ gật đầu, sợ Thường Nhạc có chút mất hứng. Được rồi, mọi người nói chuyện cũng tầm tầm rồi, sau này như thế nào còn phải xem biểu hiện của cảnh sát Hoàng Anh. Nhất định nhất định, nhạc thiếu gia ngài có thể hoàn toàn yên tâm, tôi nhất định sẽ làm việc vì ngài cho đến lúc máu chảy đầu rơi. Thường Nhạc cười nói, đúng vậy tôi sớm nói cảnh sát hoàng là người thông minh mà. Nếu như vậy, mời các người để lại vật kỷ niệm là có thể đi. Vật kỷ niệm, hoàng giật nhiên giật mình kinh hãi, thầm nghĩ có phải để lại bàn chân bàn tay giống như giang hồ trong truyền thuyết không? Lúc này, thường nhạc đột nhiên vỗ tay một cái, huyết hổ một tay cầm máy ảnh kỹ thuật số, một tay kéo thiếu phụ xinh đẹp ra, thường nhạc cầm máy ảnh kỹ thuật số, ngắm nghía một chút, từ từ nói, tới đây, bản thiếu gia tự mình giúp hai vị chụp vài bức hình ha ha các người nói sau này chẳng may mấy tấm hình này truyền ra ngoài phó cục trưởng trương liệu có cầm súng đi liều mạng với cảnh sát hoàng không từ đây có thể sẽ là cảnh tượng khôi hài nhất trong lịch sử cảnh sát đoán chừng sẽ chấn động trong ngoài nước ha 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 thiếu phụ xinh đẹp vừa có chút tinh thần sắc mặt trở nên trắng bệch thân thể mềm mại không ngừng run rẩy hoàng phiêu nhiên cũng tính là trải qua sóng to gió lớn không căng thẳng như vậy ông sát thiếu phụ xinh đẹp trấn an cô ta vài câu cố gắng cười với thường nhạc một nụ cười chẳng ra gì cả cung kính nói nhạc thiếu gia chúng tôi chụp chúng tôi chụp được nhạc thiếu gia chụp ảnh cho là vinh hạnh của chúng tôi vậy thì bắt đầu đi thường nhạc vừa nói vừa lắp camera nào cười một cái một hai ba chụp ánh sáng trắng thoáng hiện lên cùng tiếng rắc rắc thường nhạc buồn bực ngẩng đầu lên bất mãn nói bà trương bà xem đi vẻ mặt bà làm sao thể này bà rốt cuộc có diễn hay không chụp lại Hoàng phiêu nhiên ôm sát thiếu phụ, ở bên tai cô nói nhỏ vài câu, gượng cười nói, nhạc thiếu gia, ngại quá, chúng ta chụp lại, thường nhạc lúc này mới lộ vẻ mặt hài lòng, lại đưa lên camera, lão hổ ngốc, anh bật sáng hết đèn lên, gút, chính là như vậy, một hai ba chụp, không tệ, không tệ, tấm này tốt hơn tấm trước, bây giờ, cảnh sát hoàng ôm eo bà Trương. Bà Trương, bà ôm cổ cảnh sát hoàng, ok, chính là như vậy, cốt lắm, cốt lắm cảnh sát hoàng bây giờ mời anh cúi đầu dùng ánh mắt thâm tình nhìn bà trương đúng vậy chính là như vậy quá tuyệt vời ánh mắt quả thực còn mê người hơn cả dêm bon bà hoàng mời bà cũng nhiệt tình nhìn cảnh sát hoàng đúng 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 hơi hơi nhếch môi lên lợi hại quả là lợi hại bà còn biết diễn hơn cả trương mạng ngọc mọi người duy trì trạng thái này tốt lắm quá tuyệt vời tôi càng ngày càng thích hai vị rồi bây giờ để đảm bảo đạt được mục đích, mời hai vị cởi áo ra một chút, sau đó ôm hôn nồng nhiệt, há, hoàng phiêu nhiên và thiếu phụ xinh đẹp đồng thời kinh hô, há cái gì mà há. Lại nửa bản thiếu gia sẽ để các người làm việc trực tiếp. Đừng ép tôi thay đổi chủ ý, hoàng phiêu nhiên vội vàng nói, đừng đừng, nhạc thiếu gia, chúng tôi làm theo, chúng tôi làm theo là được, ok, bắt đầu này, chuẩn bị. Cảnh sát hoàng, mời anh vương tay vào chỗ nội y của bà Trương, quá đẹp chính là như vậy nhẹ nhàng vuốt ve có quy luật một chút quả nhiên là vợ chồng già nha động tác quen thuộc như vậy rất tốt rất tốt chính là như vậy thường nhạc liên tục thay đổi vị trí chụp ảnh lúc này mới hài lòng để hai người hoàng phiêu nhiên đi đến phòng bên cạnh thăm con trai bọn họ đảo mắt dường như nhớ ra cái gì đó thường nhạc gọi huyết hổ nói anh đi ký tên hai tờ chi phiếu hai vạn cho hai người đó sau đó mời bọn họ viết biên nhận của mình nói với bọn họ là mỗi người đi si nhận 2 triệu tiền thù lao của chúng ta. Ừm, tội danh này đủ để bọn họ ngồi trong tù hơn nửa đời người rồi. Ha ha, tối thiểu bọn họ cũng không dám gọi người đến bắt tôi, có phải không? Chương 72, Hữu Giang Đạo Từ lối đi bí mật đưa đôi Tây Môn Thánh và Phan Kim Liên hiện đại ra ngoài, huyết hồ miệng từ từ hát bài Tình và Nghĩa, giá nghìn vàng vừa nhìn thấy thường nhạc liền tố khổ. Ô, thiếu gia à, lần sau loại bắt cóc kỹ thuật kiểu này đổi người đi được không? Lần này thật là tôi gây sức ép đủ rồi, tôi thiếu chút nữa thì quýnh lên chạy đến nhà phó cục trưởng trương cướp người rồi đấy, không phải gọi anh đi bắt một phụ nữ sao, thực phiền phức như vậy sao, thường nhạc lười biếng nằm trên sofa, mệt mỏi nói, hắc hắc, huyết hổ vuốt vuốt đầu đinh, ngây ngô cười. Đột nhiên hỏi, thiếu gia, tôi nghĩ mãi không hiểu, vì sao ngài muốn thả hoàng phiêu nhiên, tên kia vốn chết chắc, nhưng bản thiếu gia đột nhiên thay đổi chủ kiến, thường nhạc xoay người trên ghế sofa, bộ trang phục điêu đen trên người quả nhiên là hàng hiệu, bị dày vò như thế cũng không hề xuất hiện nếp nhăn, thường nhạc lại nói, hơn nữa, không có ai quy định nhất định phải giết cả nha, đúng không, huyết hổ phiền muộn, nghĩ nửa ngày rồi ngây ngô cười nói, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nói ba chữ, rất có lý, thường nhạc từ từ nói, hai anh em nhà này đều là tiêu chuẩn của loại tiểu nhân, giết hay không kỳ thật không sao cả tôi thật ra lại muốn xem tên nhóc Hoàng Dật Nhiên ở Nhật có thể làm ra chuyện gì. Anh cảm thấy sau này bản thiếu gia bảo Hoàng Phiêu Nhiên tự tay giết em trai mình thì thế nào? Huyết hổ sửng sốt, lập tức nhếch miệng cười nói, quá độc ác. Nhưng, tôi thích, đúng lúc này, một gã trẻ tuổi bảnh bao mặc đồ tây màu đen khí độ bất phàm đi đến, người này tên là Lâm Tiểu Cường, lúc trước cả đen giống y như thang chỉ là một tên lưu manh ở tầng thấp nhất, nhưng bây giờ lại trở thành thành viên cao cấp của hội huyết thủ gã cung kính nói, thiếu gia, bên ngoài, có một đám cớm ở bên ngoài, thường nhạc cười cười nói, là đám người của tổ trọng án ăn no không có chuyện gì làm sao, đúng vậy, nhưng tổ trưởng của bọn chúng không tới, chỉ có tổ phó Ngô Thu Thanh dẫn đội đến, Lâm Tiểu Cường nói, xem ra không thấy bản thiếu gia thì sẽ không rời đi. Đi, đi giao lưu tình cảm với bọn chúng chút. Lão hổ ngốc, anh thông báo cho hắc tháng chuẩn bị chút. Trong phòng tiếp khách của Fans Club ở tầng 2, có hai phe người đang ngồi chia làm hai trận doanh rõ ràng, bốn tên thanh niên bộ đội tiền vệ ngông cuồng, trên tay lộ ra hình xăm báo đen ngồi dựa vào ghế sofa, thần thái cực kỳ kiêu ngạo, trong tay là tàn đao thủ công không bị cảnh sát liệt vào quản lý cưỡng chế, sau lưng là hơn 10 vệ sĩ của club trẻ tuổi âm tàn mặt không có ý tốt, nói đến tên bốn tin xăm hình báo đen này, cũng tính là có chút lai lịch, mấy tên này đều là đàn em tâm phúc của huyết hổ tứ báo thành C25 gần đây nổi tiếng trong giới xã hội đen tỉnh S chính là bọn họ. Ngô Thu Thanh ngồi đối diện bốn con báo đen, tay bưng một ly cà phê sớm đã nguội lạnh, sau lưng là bảy, tám cảnh sát hình sự khí thế đã suy rơi tới cực điểm. Bên ngoài phòng tiếp khách, thuộc hạ của hội huyết thủ thỉnh thoảng đi tới đi lui, ánh mắt quỷ dị không ngừng từ đầu xuống chân Ngô Thu Thanh bọn họ, khiến tổ phó Ngô như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống thang. Lòng không ngừng nguyền rũ tổ trưởng Diệp Hoàng bảo bọn họ đến tự đòi bẻ mặt gió mát có thư, thu nguyệt không cùng, tôi nghĩ cảm xúc của Tư Kiều giống như sống một ngày bằng cả trăm năm. Tuy tôi không phải ngọc thụ lâm phong, tự nhiên phóng khoáng lỗi lạc, nhưng tôi có trí tuệ rộng lớn và cánh tay khỏe mạnh. Trong tiếng hát khoa trương kéo dài, thường nhạc từ từ đi vào cửa chính, từ từ nghe đàn em dưới tầng báo cáo, từ từ đi xuyên qua đám khách trong sàn nhảy, từ từ hòa ái hỏi thăm đám khách hoàn toàn bị mê muội vì chất kích thích, sau đó mới từ từ lên tầng cuối cùng là từ từ đi tới cửa phòng khách, vừa vào tới cửa, thường nhạc khoa trương lớn tiếng nói, khách quý khách quý, cảnh sát ngô, tổ trưởng ngô tôn kính, xin hỏi có gì chỉ giáo, đám thanh niên âm tàn kia lui xuống, tứ báo thành xe đứng lên, tan đao trên tay tùy ý ném xuống bàn, cấp dưới đứng sau cũng nhanh chóng xếp thành hàng đi ra ngoài, cung kính cúi đầu ra hiệu với thường nhạc, thường nhạc đi tới chỗ tứ báo thành xe ngồi, tùy tiện ngã về phía sau, ngón tay nhẹ nhàng xoay cái bật lửa của mình. Cười hì hì nhìn Ngô Thu Thanh nói, "Cảnh quan, xin hỏi mấy chiếc ô tô trắng ở phía dưới là của các anh sao?" Ngô Thu Thanh nhìn người thanh niên vốn chỉ là học sinh cấp 3, trong lòng không khỏi căng thẳng, theo bản năng gật đầu nói, "Đúng vậy, tôi tới tìm Thường Tiên Sinh cậu, là vì, Thường Nhạc cắt ngang lời anh ta, dặn dò kẻ dưới, "Này, tiểu cường tiên sinh, mang mấy vị này ra ngoài vui vẻ một chút, tìm cho họ mấy cô em, tùy tiện mở phòng cho bọn họ cũng được, giải quyết tại chỗ cùng được." để các vị tinh anh ngày đêm vất vả giữ gìn an ninh trật tự này vui vẻ một chút, đám cảnh sát thay đổi sắc mặt, lời nói của thường nhạc rõ ràng là biến bọn họ trở thành mấy tên lưu manh, khách làng chơi, ngô thu thanh phất tay nói, các cậu ra ngoài đi, tôi có vài việc muốn nói với thường tiên sinh, vài tên cấm hung hông trừng mắt nhìn thường nhạc, từ từ đi theo lâm tiểu cường ra ngoài, thường nhạc cười rộ lên, xem đi, cảnh sát ngô, thuộc hạ của anh đều rất không khách sáo, nếu chẳng may về sau bọn họ đau đầu hay phát sốt, hoặc là đột nhiên bị chậu hoa từ trên trời rơi trúng đầu, vậy bao nhiêu người sẽ đau lòng nha? Mấy người vừa đi đến cửa nghe vậy thì xoay người lại, ngô thu thanh gầm lên, bảo các cậu cút ra ngoài, bây giờ, lập tức cút cho tôi. Vài tên cớm nhanh chóng trốn ra ngoài, không dám tiếp tục ở lại nữa. Thường nhạc nhẹ nhàng vỗ tay, dịu dàng nói với nữ phục vụ đang căng thẳng, nữ sĩ tôn kính à, đẩy chiếc xe rượu kia tới đây, đúng, cười một chút được chứ thả lỏng một chút, nụ cười của cô quả thực rất mê người. Đúng rồi, chính là như vậy, mời cảnh sát ngô của chúng ta ly rượu đỏ đi, đây là rượu đỏ tốt nhất tới từ bốt đô. Cho tôi thêm một ly, thường nhạc nâng chén rượu lên, vừa lòng uống một hớp, lúc này mới nhìn ngô thu thanh, cảnh sát ngô, ừm, tổ trưởng ngô, ngài cần gì phải trực tiếp đến tìm tôi. Tôi nghĩ, chúng ta không có chuyện gì để nói, ngô thu thanh nuốt một ngụm rượu đỏ trong ly, sau đó lại chủ động rót đầy một ly cho mình, lại nuốt một ngụm nữa, sau đó uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, lúc này mới dơ cái chén không lên nói, thường tiên sinh, đây là Trung Quốc, quốc gia pháp chế, trong mắt thường nhạc lóe lên chút kinh ngạc, gật gật đầu cười nói, tôi biết, tôi cũng là người yêu nước, chỗ tôi đứng là lãnh thổ Trung Quốc. Vậy thì sao chứ? Ngài có thể dạy tôi sao? Ngô Thu Thanh hít sâu một hơi, có chút kiên kỵ thân phận hiển hách của thường nhạc, nhớ tới mệnh lệnh dịp hoàng truyền đạt anh ta cũng chỉ có thể nghiêm túc nói như vậy cậu nên thừa nhận đất nước của pháp luật có thể quản lý cậu rất nhiều hành vi của cậu đều là không đúng thường nhạc trở mình liếc mắt nhìn anh ta một cái cười đến rạng rỡ thí dụ như trời ạ à, không phải là bức người có văn hóa như tôi nói lời thô tục chứ cảnh sát ngô ngài không nên sử dụng máy ghi âm lão hổ ngốc lấy máy nghe trộm tinh xảo trong túi ngực bên phải cảnh sát ngô ra đây, đúng rồi, đưa tôi, chính là nó, không hề phòng bị, ngô thu thanh vô cùng buồn bực bị huyết hộ lấy ra mấy ghi âm, thường nhạt ném nó lên sàn đá cẩm thạch, một cước đạp vỡ, mỉm cười nói, mấy vị cảnh sát các anh luôn thích lén lén lúc lúc, lần sau tôi sẽ để anh cởi sạch rồi mới được vào phòng của tôi. Tôi biết ngài muốn làm gì, cảnh sát ngô, bây giờ ngài có thể nhìn ra cửa sổ, mấy chiếc xe màu trắng đổ ở cửa hình như bị một con ma men lái xe tải đâm trúng rồi ai thiết bị nghe lén trong đó nghe nói là sản phẩm khoa học công nghệ mới nhất hẳn là rất đắt ôi đáng tiếc thật đáng tiếc ngô thu thanh trợn mắt há mồm nhìn thường nhạc nghiến răng nghiến lợi nói thường nhạc cậu cậu di chuyển ánh mắt dường như cảm thấy thường nhạc đang dọa mình ngô thu thanh đứng lên bước nhanh đến cửa sổ anh ta lập tức trợn tròn mắt thường nhạc quả nhiên không nói sai một chiếc xe tải đâm ba chiếc xe màu trắng lên ven đường mấy chiếc xe trắng kia thiếu chút nữa bị đè bẹp hoặc nhìn vô cùng thê thảm ngô thu thanh tức đến xanh cả mặt tình huống như vậy nhiều lắm cũng chỉ có thể tố cáo con ma men kia say rượu lái xe lại không tạo thành thương vong cho nhân viên nộp chút tiền phạt bồi thường tổn thất là có thể được thả ra a à, cảnh sát ngô quên nói cho anh biết hiệu quả cách âm của phòng khách này vô cùng tốt anh không nghe thấy âm thanh xe bị đâm đó cũng là chuyện rất bình thường thường nhạc giống một người chủ mến khách, kiên nhẫn giảng giải cách bố trí của căn phòng. Cậu, cậu quá quá đáng rồi, ngô thu thanh rống lên, cũng không cần biết thường nhạc là thân phận gì rồi, từ trước quan binh bắt cướp là chuyện hoàn toàn chính đáng, nếu hai bên ở phe đối lập, thì không cần phải khách khí gì, thường nhạc cười cười, chẳng hề để ý nói, quá khen quá khen, người chỉ cần nắm giữ sức mạnh vượt trội hơn chút, mà lại không có thứ gì ngăn cản giả tâm của người ta mà nói, khó tránh khỏi sẽ làm chút chuyện quá phận thật không may tôi chính là người như vậy tôi rõ ràng nhược điểm của mình cho nên gần đây tôi đã bắt đầu khống chế mình rồi kỳ thật tôi không tính là quá đáng nếu không chẳng phải là cảnh sát ngô ngài và thủ hạ của ngài đã bơi lặn trong sông đào bảo vệ thành rồi sao ngô thu thanh đứng lên hung hăng trừng mắt nhìn thường nhạc hận không thể nuốt thường nhạc vào bụng gằn từng chữ nói tôi sẽ không bỏ qua không phải lần này vậy chính là lần sau tôi không thể không nói cậu chính là một đối thủ tốt. Đây là thế giới gì chứ, kẻ ác như cậu ở trước mặt tôi thẳng thắng tất cả, nhưng tôi chính là không thể làm gì cậu, cậu quả thật là một nhân vật lợi hại, thường tiên sinh, đối với đối thủ thông minh, tôi chưa từng keo kiệt lời khen của mình, thường nhạc hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí đã kích, đối thủ của ngài. Mơ à, ngài từng có đối thủ thông minh sao? Nếu đối thủ của ngài đều rất thông minh, chẳng phải đồng nghĩa với việc ngài cũng rất thông minh sao? cảnh sát ngô, ngài chỉ là ngô thu thanh, không phải là hoàng thu sinh trong vô gian đạo, đúng không? Má ơi, con mẹ nhà mày ít ở trong này tự coi trọng mình đi. Chương 73, cảnh sát mẫu mực. Ngô thu thanh chật vật nhìn thường nhạc, nhưng lại bất lực. Kỳ thật chỉ bằng hành động thường nhạc tùy ý ra vào chỗ này là anh ta có thể bắt hắn về để thẩm vấn. Nhưng thường nhạc giống như đã lường đến một bước này, Cách đây không lâu đã lấy thân phận nhà đầu tư bỏ ra một khoản tiền trở thành cổ đông lớn nhất lúc này, cảnh sát thực không có cách bắt hắn. Hít sâu một hơi, Ngô Thu Thanh bị một câu nói tục của Thường Nhạc làm thương tổn tự tôn yếu ớt, phẫn nộ nói: "Thường tiên sinh, miệng của ngài nói chuyện thật không giống một nhân sĩ thượng lưu." Thường Nhạc nháy mắt, từ sofa đứng lên, ác độc nói: "Chó chết thật. Tôi chỉ giữ thái độ văn hóa đối với người có văn hóa, đối với những kẻ ác ôm lưu manh càng quấy sinh sự việc không đâu." Tôi trước nay luôn thích biểu hiện giống họ. Cảnh sát Ngô Tôn Kính, đừng cho rằng tổ trọng án các người có chút đặc quyền là có thể ức hiếp người xung quanh, lần sau tới tìm tôi tốt nhất phải có bằng cớ, bằng không bản thiếu gia đại khái không chào đòn. Còn nữa, bây giờ mời ngài đưa lệnh kiểm soát cho tôi xem trước. A. À, Sắc mặt của ngài sao lại thay đổi như vậy, không lấy được ra thì chuẩn bị nhận tin tức từ luật sư của tôi đi, lời tác giả trong nước hẳn là không có cách nói tổ trọng án, cũng không có thứ gì là lệnh kiểm soát, càng không có ai dám nói chuyện với cảnh sát như vậy. Điểm này, một là vì tình tiết cần như vậy, hai là cố gắng tránh những nhân sĩ dụng tâm kính đáo nói thải hoa soi xét chính trị, cho nên, mọi người nên hiểu cho, sắc mặt ngô thu thanh lúc trắng lúc xanh, đầy thâm ý liếc mắt nhìn thường nhạc một cái, không giận mà cười nói, ha ha, nhạc thiếu gia quả nhiên không cho ai thể diện. Được, tốt lắm, Họ thường, hôm nay cậu khiến tôi vô cùng xấu hổ, cậu không nên như vậy, kỳ thật, ý đồ của tôi khi đến đây là tốt, tự cậu bỏ qua cơ hội này. Tôi sẽ đối phó cậu, Thường Nhạc, Thường Nhạc bước tới gần một bước, nụ cười trên mặt thuần khiết thiện lương vô cùng, đúng vậy, ý đồ của anh là tốt, con mẹ nhà anh còn muốn giả bộ muốn nói chuyện hiệp nghị hợp tác với tôi, đợi tìm đủ chứng cớ thì bắt tôi bỏ tù, đúng không? Chút nội tình này của anh bản thiếu gia đã sớm điều tra rõ ràng xin cho phép tôi lập lại một lần nữa, đây không phải đang diễn vô gian đạo, anh cũng không phải kim bài nằm vùng gì đó, chiêu này tốt nhất đừng dùng trên người bản thiếu gia, ok, ai, chó chết thật, cảnh sát hoàng, tổ phó ngô, bây giờ mời anh uống sạch rượu trong chén, sau đó cút ra ngoài cho ông, ngô thu thanh trừng mắt, lui mạnh về sau hai bước, lắp bắp nói, cậu, cậu nói cái gì? Cậu muốn tôi, thường nhạt nhìn anh ta, mỉm cười nói. Giống như vừa rồi ngài bảo thuộc hạ của mình cút đi đó Lúc này tôi rất khách khí mời ngài cút ra ngoài Ngài xem, tôi dùng thuật ngữ lễ phép mời này Đã để lại cho ngài chút sĩ diện rồi đó Cậu, sắc mặt ngô thu thanh xanh mét Xem ra bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ Thường nhạt ngửa mặt lên trời huyết sáo Cười ha hả, tôi Tôi làm sao Anh vừa nói muốn đối phó với tôi không phải sao Anh dám làm gì tôi mời tôi đến cảnh cục uống trà, ai, không không không, cảnh sát ngô, anh không dám, anh sợ tôi còn chưa đi đến cửa chính cảnh cục, cục trưởng và giám đốc sở của anh đã gọi điện thoại, giao lưu cảm tình rồi, tôi nói đúng không, ngô thu thanh ngay cả tâm muốn chết đều đã có, có một đoạn hồi ức anh ta từng trải qua đến nay vẫn còn mới mẻ hai năm trước kẻ nào đó không biết cốt xấu bắt thường nhạc đến cảnh cục hỏi thăm, kết quả còn chưa bắt đầu thẩm vấn. Cục trưởng của tổng cục và phó giám đốc sở cảnh sát đã lập tức hấp tấp vội vàng tự mình đến bảo lãnh người, mà kẻ xui xẻo kia cưỡng ép bắt người đã bị khai trừ cảnh tịch, từ đó về sau biết mất không tung tích. Uống một hơi cạn rượu đỏ trong ly, Ngô Thu Thanh vô cùng bị đè nén đi ra ngoài. Vài thuộc hạ nhìn đến khuôn mặt xanh mét kia đều câm như hến, mà Ngô Thu Thanh cũng cảm thấy lần này mình quá mất mặt rồi, thật sự không gánh nổi người này. Lúc đi đến gần sàn nhảy ở tầng 1, anh ta đột nhiên móc ra giấy chứng nhận cao giọng quát, cảnh sát, toàn bộ nằm xuống không được nhúc nhích, đám cấn theo đuôi ngô thu thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức làm ra vẻ mặt hung tợn, tầng một của hộp đêm vốn xa hoa trụy lạc hát múa lập tức yên tĩnh lại, rất nhanh chướng khí trở nên mù mịt, rất nhiều người xô đẩy gào thét, không ngừng có chén rượu chai rượu, rơi xuống đất, tất cả đều nằm im cho tôi, hiện tại tôi nghi ngờ nơi này buôn bán thuốc viện, mọi người đứng tại chỗ, cảnh sát soát người. Ngô Thu Thanh gào thét, có thể tìm ra thuốc viện hay không không sao cả, chủ yếu là gây cho thường nhạc chút rắc rối. khuyết hổ ở tầng hai ném xuống chém rượu trong tay, hết lớn định lao xuống giáo huấn người. Thường nhạc vỗ nhẹ vây gã, trên mặt lộ ra nụ cười không sao cả, nhưng sát khí đằng đằng lại được che khuất phía dưới mi mắt kia, lạnh lẽo còn gấp vạn phần so với tuyết đóng trên đỉnh Everest, dưới sự dẫn dắt của Ngô Thu Thanh, bảy tám người trong tổ trọng án lục soát từng người một đám trường kỳ buôn lậu thuốc phiệu trong này thiếu chút nữa bị dọa cho vỡ mật, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh, bọn họ sở dĩ lựa chọn lăn lộn ở đây, chính là vì nơi này rất ít khi bị kiểm tra, bây giờ, dường như có người muốn phá vỡ tiền lệ, đám ông chủ nhỏ vốn là những người bán hàng trong đều đem ánh mắt chuyển đến người tan bưu, tan bưu thì lại nhìn thường nhạc, sau khi nhìn đến thường nhạc đang ghé vào hành lang tầng hai thản nhiên tự đắc nhìn khắp nơi thì gã lập tức buông xuống suy nghĩ vô căn cứ sau đó truyền cho đám con buôn nhỏ một ánh mắt, tất cả bọn chúng đều làm ra bộ dáng rất happy. Ai vô? cảnh sát ngô, cơn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Theo âm thanh trào phóng hùng hồn của người đàn ông, một đại đội người đi đến. Chính xác ra, là một đại đội cảnh sát có vũ trang dẫn đầu là một người làn da ngâm đen bộ mặt vi vũ, lục tục đi vào hộp đêm. Trái tim của toàn bộ các vị khách đều tan nát, đến một đám cấm còn chưa đủ, bây giờ lại đếm thêm một đội chỉ có số ít khách thường xuyên lăn lộn ở đây mới hiểu được là chuyện gì trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười như mùa xuân bọn họ cảm thấy ông trời không bỏ rơi mình cảm thấy đời họ lại có ý nghĩa bởi vì đội cấm tới sau này là người mình quả nhiên đội cảnh giới này xuất hiện toàn bộ đều trở nên lung túng đám người tổ trọng án kia dừng tại lại tất cả đều nhìn ngô thu thanh ngô thu thanh giờ phút này cảm thấy vô cùng buồn bực tuy nói tổ trọng án bọn họ có chút đặc quyền nhưng lần này rõ ràng đã sờ quá giới rồi, đám cảnh giới này mới là đội phụ trách trị an nơi này. Nhìn Ngô Thu Thanh không nói lời nào, vị cảnh quan uy vũ kia cười nói, các anh em tổ trọng án quả là xuất quỷ nhập thần, nếu muốn hành động bất ngờ cũng phải thông báo cho phân cục chúng tôi một chút chứ. Thật quá xa cách rồi, tốt xấu gì chúng tôi cũng giúp được chứ. Tráng Ngô Thu Thanh toát ra mồ hôi lạnh, nhìn vị cảnh quan uy vũ trước mắt, nhất thời không nói được lời nào. Nói đến vị cảnh quan uy vũ đen như Trương Phi này, các bạn nhất định sẽ không cảm thấy xa lạ. Gã lúc trước kỳ thật chỉ là một tên lưu manh tầng dưới cùng của thành phố C, tên hiệu là Hắc Tháng, tên vốn là Lưu Hắc Tháng, sau khi làm cảnh sát thì đổi tên là Lưu Chấn Hám. Người này xuất hiện ở chương 7, không nên coi thường Lưu Chấn Hám, ông anh này năm ngoái chính là cá nhân mẫu mực của toàn bộ cảnh sát tỉnh, nhiều lần được lên TV, được xưng là cảnh sát gương mẫu năm, gần như toàn bộ tỉnh ép đều biết nhân vật hoành tráng này về phần lưu chấn hám vì sao lại thành cảnh sát mẫu mực đây chính là một câu đó thiên cổ đương nhiên kỳ thật cũng không khó lý giải đầu tiên bạn ngàn vạn lần đừng cho rằng cảnh sát là cái gì đó rất cao và chuyên nghiệp đại đa số cảnh sát đều từng là lưu manh sau đó thi vào cảnh sát sau khi đi ra thì mặc vào đồng phục như vậy liền biến thành lưu manh hợp pháp nhưng trên bản chất vẫn là lưu manh nếu bạn có quan hệ mà nói Vậy thì miễn cả việc vào trường cảnh sát, có thể trực tiếp trà trộn vào đội đặc biệt. Nhớ năm đó, Lưu Hắc Tháng và anh em trong bang gã là thông qua tuyển chọn mà thành cảnh sát nhân dân. Trong sinh mạng của Lưu Chấn Hám, có một người ảnh hưởng đến cuộc đời gã, cho dù là chỗ nào lúc nào gã đều không quên được buổi chiều ánh mắt trời rạng rỡ đó. 4 năm trước, trong miếu Quan Đế, thanh niên hơn 20 tuổi cung kính xếp thành hàng trước một bé trai thoạt nhìn chỉ khoảng 12-13 tuổi. Chú bé này quét mắt liếc nhìn mọi người một lượt, lộ ra nụ cười hài lòng rồi nở nụ cười rất cảm động nói. Nửa năm trước, hội huyết thủ ngang trời xuất thế, các anh em và tôi đều hùng tam tráng chí, ai biết khai trương chưa được hai tháng, mỗi ngày đều bị đám cấm càng quét bình quân một ngày ba lần, trong vòng nửa năm đã chết sáu anh em. Chú bé lộ ra vẻ mặt hoành tráng như tăng chí vĩ trong vô gian đạo, tiếp tục nói, quan nhị gia phù hộ, coi bói nói tôi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhưng tôi không đồng ý, tôi cho rằng ra ngoài lăn lộn, sống hay chết là do mình quyết định, dừng một chút, hắn lại mỉm cười nhìn mọi người nói, trong số các anh em đi theo tôi, mọi người có cơ sở sạch sẽ nhất, xuất thân trong sạch nhất, xây cầu sửa đường không thi hài, giết người phóng hỏa tiền đeo lưng, đường đi như thế nào, là cho mọi người chọn, mọi người tại đó đều lộ ra vẻ mặt kích động khó nhịn, tất cả những người nhiệt huyết đều hận không thể lập tức cầm súng lên, chỉ thấy Lưu Hắc Tháng đi ra khỏi hàng, thề song sắc nói, nhạc thiếu gia, Ngài nói cái gì chính là cái đó, toàn bộ chúng tôi nghe theo cậu. Ai dám nói nửa chữ không, hắc tháng tôi sẽ trói chặt rồi giết kẻ đó. Đúng, chúng tôi đều nghe theo nhạc thiếu gia, dưới sự thổi phồng của lưu hắc tháng, mọi người đều nhiệt huyết sụp sôi đồng thanh đáp, thường nhạc bưng chén rượu lên, cụng ly với từng người nói, Cốt lắm, chúc các anh thuận buồn xuôi gió ở bộ phận cảnh sát, cụng ly, các vị trưởng quan, các bạn học sinh thông minh khẳng định đã nhìn ra, cảnh tượng này quả thật giống đoạn đầu của vô Gian đạo như đúc nhớ ngày được mặc đồng phục cảnh sát mẹ già lệ nóng lưng chồng nói hắc tháng nhà chúng ta cũng là người có tiền đồ lưu hắc tháng đặc biệt kích động cả cảm giác tất cả của mình đều là do thường nhạc ban tặng cảm thấy trời xanh không vứt bỏ gã cả. cảm thấy cuộc đời mình lại có ý nghĩa từ đó cả cố gắng nỗ lực làm một cảnh sát tốt cái gọi là cảnh sát tốt đương nhiên chính là cái lợi thì để tôi chịu tiếng xấu thay thì để anh chết thay cũng là anh, dựa theo tình hình trong nước, muốn không trở thành cảnh sát mẫu mực cũng khó, trong khoảng thời gian 2 năm trời ngắn ngủi, Lưu Hắc Tháng thăng tận mấy cấp, trở thành một nhân vật hoành tráng, đường làm quan trọng mở như gã lại có chút bất mãn với cái tên của mình, cho rằng ba chữ Lưu Hắc Tháng không đủ phong cách, không đủ mang, cuối cùng có một ngày có được linh cảm từ bộ phim nhiều tập hắc động, gã đổi tên thành Lưu Chấn Hám, hắc, cảnh sát Lưu, chúng tôi vừa nhận được tin báo có người ở đây giao dịch thuốc viện số lượng lớn, bởi vì hành động khẩn cấp nên chưa kịp thông báo cho các anh. Ngô Thu Thanh cười ha hả, anh ta đương nhiên không thể nói là mình cố ý tìm thường nhạc. Dưới cái nhìn của anh ta, mọi người đều là cảnh sát, vẻ mặt phối hợp một chút cũng là bình thường. Lưu Chấn Hám hơn phân nữa là sẽ giúp đỡ anh ta càng quét lớn. Không ngờ Lưu Chấn Hám lại chớp chớp mắt, lạnh lùng hỏi, vậy đã bắt được kẻ tình nghi hay tìm thấy thuốc viện chưa? Chuyện này, trước mắt, trước mắt vẫn không có. Ngô Thu Thanh còn chưa nói dứt lời, Lưu Chấn hám lại hỏi, vậy các anh có xin lệnh lục soát không? Cái này, không có, chó chết thật. Không có lệnh lục soát mà dám đến đây nhiễu dân sao? Lưu Chấn hám trừng mắt hổ, trống lên một tiếng, sau đó là chỉ vào cổ Ngô Thu Thanh, giọng âm thanh đủ cho tất cả mọi người nghe được quát, cảnh sát Ngô. Đừng tưởng quân hàm cảnh sát của anh cao hơn tôi thì lưu chấn hám tôi sẽ nịnh nọt anh. Với danh dự của một cảnh sát mẫu mực, tôi cần phải nhắc nhở anh cho dù tổ trọng án các anh có đặc quyền thì cũng không có quyền tùy tiện xâm nhập vào nơi người dân đóng thuế kinh doanh dưới tình huống không có lệnh bắt không đợi ngô thu thanh kịp phản ứng lưu chấn hám lại nói lời chính nghĩa tất cả thủ tục của club này đều đầy đủ từ trước đến nay đều là nơi hợp pháp hơn nữa lại là địa bàn do phân cục ba chúng tôi quản lý các anh lấy tư cách gì mà đến đây gây rối không có lệnh lục soát muốn đến thì đến muốn đi thì đi như vậy còn có lẽ trời không còn có phương pháp không lưu chấn hám thật sự bùng nổ trong giọng nói và công phu kia có cách làm khác với phùng tiểu cương nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ chỉ vào quần chúng xung quanh nói các anh nhìn đi cảnh sát ngô cả các vị đồng nghiệp nữa mở to mắt mà nhìn những vị khác này bọn họ chỉ là những người hết giờ làm đến đây vui chơi bây giờ bị các anh dọa thành cái dạng gì rồi bọn họ cũng là do cha mẹ sinh ra cũng là người có quyền nhưng bọn họ lúc này đang giải trí thì bị đám người các anh cố tình gây sự làm gián đoạn, quả thật còn có thể để lại bóng ma lớn đối với tâm hồn yếu ớt của bọn họ đấy. Ngô Thu Thanh trợn tròn mắt, đám người của tổ trọng án cũng trợn tròn mắt, tất cả khách ở đó cũng trợn tròn mắt, toàn bộ nhân dân thế giới, kinh hải, thường nhạc và huyết hổ thì thiếu chút nữa cười rơi nước mắt, lưu hắc tháng quả nhiên không hổ là lưu hắc tháng, không uổng phí lúc trước hết sức bồi tài nha, trời xanh không có mắt thế giới này suy cho cùng là làm sao vậy? Lưu Chấn hám ngửa mặt lên trời than dài một tiếng, vẻ mặt quỷ khuất kia còn có vẻ bi phẫn không nói ra được, thậm chí còn bi phẫn hơn cả Nhạc Phi khi biết mãn giang hồng. Sau đó lại chỉ vào đám người Ngô Thu Thanh nói, làm một người cảnh sát mẫu mực do nhân dân bình chọn. Hôm nay nếu như tôi không quản cái gì, thì thật xin lỗi phụ lão hương thân. Hôm nay, Lưu Chấn hám tôi liều mạng đến mũ quan không còn, cũng phải nghiêm túc phê bình các anh một câu. Cảnh sát nhân dân yêu nhân dân, nhưng đám người súc sinh các anh đều làm những chuyện gì vậy? Lời này vừa nói xong, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, thường nhạc dẫn đầu, tất cả các vị khách đều liều mạng vỗ tay, chỉ hận không thể vỗ cho tay tay nát vụn. Còn có vị khách đục nước béo cò ném chai rượu xuống đất hét lớn, bảo vệ nhân quyền, học tập theo đồng chí Lưu Chấn Hám, làm cho đám súc sinh tổ trọng án cút ra ngoài, cút ra ngoài, cút ra ngoài, cút ra ngoài. Tiếng hò hét đinh tai nhức ốc vang lên khắp kịp trên trán đám người ngô thu thanh toát những giọt mồ hôi lạnh thật lớn, hai chân không kìm nổi mà phát run, chỉ hận không thể lập tức đào một cái hố để chui xuống, chương 74, có một cô nàng. Lúc tinh thần quần chúng sụp sôi, thường nhạc đi xuống, nhiệt tình bắt tay với Lưu Chấn Hám, kích động nói, cảnh sát Lưu, rất cảm ơn ngài. Chính là vì có loại cảnh sát mẫu mực như ngài tồn tại nên mới khiến cho những người đóng thuế như chúng tôi thấy được hy vọng của tổ quốc, tương lai của dân tộc. Lúc này, xin cho phép tôi thành thật nói tiếng cảm ơn với ngài, không thể nói như vậy, ngài nói quá lời rồi, đây đều là điều mà cảnh sát nhân dân chúng tôi nên làm. Lưu Chấn hám rất phối hợp với Thường Nhạc tiến hành một cảnh, cảnh dân giao lưu, hoàn toàn gạt đám người Ngô Thu Thanh sang một bên, sắc mặt Ngô Thu Thanh trắng bệch đến dọa người, sau khi nhìn đám người xung quanh bộ dạng muốn bạo động đến phát điên, anh ta nhìn xuống, cắn chặt răng, phi nhanh ra khỏi cửa, trước khi đi vẫn không quên quản lại một câu ngoan thoại, Thường Nhạc chúng ta còn gặp lại, thường nhạc đầy sát khí nhìn Ngô Thu Thanh, âm trầm nói, đúng vậy, cảnh sát Ngô, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau. Lần sau gặp mặt, ngài chưa chắc có được may mắn nghênh ngang đi ra ngoài trước mặt bản thiếu gia như này đâu, vừa ra khỏi cửa, Ngô Thu Thanh không để ý đến chiếc xe có máy nghe trộn của mình bị phá hỏng, cũng không để ý đến cấp dưới, dẫn người nhanh chóng gào thét mà đi. Trong lòng anh ta không ngừng tức giận hỏi, làm sao hắn biết mình đang ghi âm làm sao hắn biết chiếc xe kia là chiếc xe có gắn thiết bị nghe trộn sắc mặt xanh mét nhìn vài tên cấp dưới của thường nhạc đang bận việc bên cạnh chiếc xe nói là đang giúp đỡ nhưng ngô thu thanh biết thiết bị nghe trộn khẳng định đã bị phá nát bét căn bản không còn bấy kỳ giá trị gì đột nhiên nện mạnh một quyền lên mua xe ngô thu thanh gầm lên thằng khốn kiếp chết tiệt tao sẽ cho mày bị phán tử hình tao thề bọn thuộc hạ không rõ nội tình hoảng sợ nhìn ngô thu thanh thầm nghĩ thủ trưởng của mình chắc là điên rồi thường nhạc cũng từ từ đi tới cửa nhìn xe của đám người ngô thu thanh đi xa khóe miệng lộ ra ý cười ác nghiệt giống như đi tản bộ hắn không chút để ý đi bộ trên đường từng bước từng bước đi toàn bộ lúc lại trở nên náo nhiệt mọi người nên làm gì thì làm cái đó một hang động đầy cảnh xa hoa đồi trụy lưu chấn hám để đám cấm cảnh giới lui ra một mình đứng ở cửa nhìn bóng lưng thường nhạc huyết hổ tiến đến vỗ vỗ vai gã nhếch miệng cười nói cảnh sát lưu có muốn vào trong uống một chén không a à, anh hổ lần này thì anh không đúng rồi sao có thể đột nhiên cắt ngang việc tôi thưởng thức nghệ thuật chứ lưu chấn hám hồi phục tinh thần buồn bực quán giận nói thưởng thức nghệ thuật huyết hỗ trợ tròn mắt tố chất thiếu gia nói bao nhiêu lần rồi ra ngoài lăn lộn nhất định phải có tố chất anh nhìn bộ dáng chuyên chú của tôi đi đương nhiên là đang thưởng thức nghệ thuật rồi lưu chấn hám hù cho huyết hổ sửng sốt sau đó làm vẻ vui sướng nói anh không thấy tôi đang chiêm ngưỡng bóng lưng vĩ đại của thiếu gia anh vĩ sao ôi quá đẹp trai rồi tôi chưa từng gặp qua người đàn ông nào xuất sắc như vậy ngay cả cái bóng cũng có cá tính đến thế huyết hổ trừng lớn đôi mắt trâu thiếu chút thì ngất đi ông trời dường như mắc phải bệnh tiền liệt tuyến liên tục đi tiểu nên trời đột nhiên nổi mưa mỗi khi trời mưa thường nhạt đều sẽ nhớ tới nam cung huân y đây cũng không phải loại chuyện khiến người ta buồn nôn trong các tiểu thuyết ngôn tình mà là giữa hai người từng có ước định đi trong mưa, bóng dáng thường nhạc thoạt nhìn có một loại cô đơn nói không nên lời, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là, hắn không hề che ô nhưng trên người lại không hề bị mưa làm ướt, mưa to tầm tả, thường nhạc không mục đích đi trên đường, trên đỉnh đầu là chất khí dày mà người ngoài nhìn không thấy, mưa bụi phất phới không có nửa giọt rơi vào người hắn, giống như đã sắp xếp với nhau, một cái ô hoa, một người phụ nữ, hấp dẫn ánh mắt thường nhạc, thường nhạc từ từ đi sát vào, trốn phía dưới cái ô kia, duỗi tay vịn chặt vào eo người phụ nữ, lạnh nhạt nói, tiểu thư, mưa lớn quá, mượn chiếc ô dùng một lát, nếu không ngại thì có thể dùng chung chiếc ô này, đây đương nhiên chỉ là cái cớ, người phụ nữ không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ nghiêng đầu liếc mắt nhìn thường nhạc một cái, thường nhạc lúc này mới nhìn rõ dung mạo của cô, trái tim lập tức giật lên, giống như động tâm khi gặp được đồ sưu tầm, cô gái này tuổi rất trẻ, có khuôn mặt sắc sảo rắn rỏi, bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, Tóc ngắn giống con trai, bên vành tai phải có đeo một chiếc bông tai nhỏ, ngoài điểm đó ra thì không có thêm chút dấu vết của song phấn nào, nhưng chiếc áo khoác Prada đen thanh lịch đến cực hạn lại bao hàm theo sự phô trương làm lộ ra bộ ngực hùng vĩ lại làm kẻ khác tuyệt đối không thể hiểu lầm giới tính của cô, càng không phải nói chiếc quần tây bao lấy đồ lót tơ tầm bên trong, đôi chân đẹp gần như là hoàng mỹ được trang bị một đôi giày da đen mũi nhọn, có thể nghĩ đến người bất hạnh nào đó nếu bị đạp cho một cước thì cảm thụ nhất định không được tốt cho lắm thần sắc của cô gái này thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đá cho người khác một cái thường nhạc cười cười nhìn thẳng đôi mắt đẹp của cô nói tội gì phải dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi cô không đồng ý có thể nói một tiếng tôi không nói không đồng ý cô nàng kia lạnh lùng đáp một câu câu nói đơn giản này lại mơ hồ có loại khí thế mà người có thói quen ra lệnh mới có thể nói chuyện với giọng điệu này ồ vậy chúng ta đi thôi thường nhạc tiếp tục đỡ lấy eo nhỏ của cô, hai người giống như đôi tình nhân ân ái đã lâu, từ từ bước đi, khó khăn tìm mọi cách để hiểu được tình yêu, biển tình biến trời xanh gặp gió lạnh, chỉ có thể bay về chân trời xa xăm mới có thể tương phùng, tiếng gió tiêu tiêu thê khóc trong mưa, biển người trôi nổi trăng trở cũng là mộng, tình thâm vĩnh viên tương truyền tới khoảng không muôn đời, khi sương tuyết nhẹ thổi, chỉ mong hoa cũng đỏ tươi, không sợ mưa bụi mơ hồ trên đường đi. A a a a a gửi tương tư trong mưa gió. A, a a a a a gửi cuồng dại trong mưa thường nhạc vừa đi vừa cảm xúc trào dân hát một bài hát cũ cả người vô cùng quyến rũ hai người dần đi vào trong một hẻm nhỏ âm u bình thường ngõ nhỏ như vậy thích hợp để giết người phóng hỏa hoặc cưỡng dâm nhưng bất ngờ chính là thường nhạc không hề động thủ mà cô gái kia lại gây rối trước cô chợt xoay người ôm cổ thường nhạc động tác thuần thục này chuyên nghiệp y như vô số cô em quyến rũ chỉ là tay phải vuốt ve hai má thường nhạc còn tay trái thì lại lén lút ấn lên huyệt thái dương của hắn thường nhạc lật tay giữ cổ tay cô nàng tay kia thì nhân cơ hội nỗ lực sờ soạn lên cặp mông đầy đặn sung mãn của cô cười lạnh nói tổ trưởng diệp cô cũng quá nóng lòng rồi cô gái kia không biết dùng thủ pháp gì không ngờ lại như cá chạch nhanh chóng tránh qua né được trói buộc của thần nhạc lui về sau hai bước trên người phóng xuất ra hơi thở như ngọn lửa mưa bụi dừng trên người cô lập tức tư tư biến thành hơi nước mà bốc hơi má ơi Thường Nhạc thầm mắng một câu, cô bé này lợi hại vậy, không ngờ lại là người dị năng C 5 cấp bậc cùng mình đấy, rất mẹ nó vô nghĩa rồi. Trong lòng cô gái kia còn kinh ngạc hơn cả Thường Nhạc. Sau khi cảm nhận được rõ ràng thực lực của Thường Nhạc không hề kém mình, toàn bộ kế hoạch của cô đều trở nên rối loạn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Thường Nhạc, hai người đối diện trong mưa. Thường Nhạc đột nhiên nở nụ cười. Cảnh sát Diệp, tổ trưởng Diệp Hoàng, tội gì chứ? bị tôi vạch trần thân phận cũng không cần phải tức giận như vậy chứ. Không phải cô đi theo tôi trước sau, tôi chỉ là thấy cô vất vả như vậy mới phối hợp cùng một chút thôi mà. Ôi, vì sao người tốt bụng khéo hiểu lòng như tôi lại luôn không được báo đáp tốt chứ? Diệp Hoàng cười nhẹ một tiếng, nhìn chầm chầm thường nhạt, cái nhìn giống như muốn nhìn xuyên thấu cơ thể hắn. Thật lâu sau mới mở miệng nói, sao anh biết tôi, không phải chứ cảnh sát Diệp người có chỉ số thông minh bằng thám tử lừng danh Conan và xe lốc hôn như cô, sao lại đột nhiên hỏi vấn đề kém như vậy chứ? Vẻ mặt của thường nhạc rất khoa trương, ánh mắt dừng trên bộ ngực động lòng người của Diệp Hoàng, từ từ nói, nếu cô muốn biết, thì tôi nào dám không nói, nói thật luôn được khoan dung đúng không? À, là như này, tôi có mấy tên đàn em chụp trộn được mấy bức hình rất khêu gợi của cảnh sát Diệp, không chuyện gì mà chào hỏi cô trước thì thật không tốt. Nhưng, chào hỏi rồi cũng không gọi là chụp trộn được, lẽ nào không phải sao, lời vừa nói xong, thường nhạc rất chân thành nhìn Diệp Hoàng giống như giám khảo đang xét duyện mỹ nữ, nhìn Diệp Hoàng từ đầu đến chân mấy lần, ánh mắt nóng rực và dâm đảng kia khiến cả người Diệp Hoàng nổi da già, cuối cùng ánh mắt của thường nhạc lại dừng trên bộ ngực cô, cười xấu xa nói, cảnh sát Diệp quả nhiên không hổ là hoa khôi cảnh sát, khó trách nhiều thuộc hạ của tôi chụp ảnh mát mẻ của cô như vậy còn có mấy tên nhóc lúc đang ít 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 còn đem ảnh cô dán lên mặt mấy cô gái. Bây giờ nhìn thấy người thật, ngay cả tôi cũng có cách nghĩ như vậy, khốn kiếp, mặc cho Diệp Hoàng năm lần bảy lượt khuyên bảo mình trước khi tìm được chứng cứ phạm tội của tên khốn này thì phải bình tĩnh tỉnh táo, nhưng nghe thấy những lời nói hạ lưu vô sĩ đến cực điểm này, cô cũng không nhịn nổi nữa, lông mày hơi dương lên, ánh mắt lạnh lùng kia của Diệp Hoàng giấy lên ánh lửa ngập trời, nhiệt độ bốn phía cao đến độ có thể nướng chín vài con heo lúc này Diệp Hoàng động thủ, trên thực tế, tay cô không hề chuyển động, bốn phía lại có vô số đường lửa nóng như dây thép bắn nhanh quấn quanh bay về phía thường nhạc, trong vòng xoay tròn, chiếc ô hoa rách ra bay lên, thường nhạc cũng bay lên như thiên ngoại phi tiên, long khí màu trắng trong cơ thể mãnh liệt cuộn trào ra ngoài, nhẹ nhàng hóa giải mục kích khủng bố này của Diệp Hoàng, lúc này thường nhạc mới từ từ rơi xuống, nhìn Diệp Hoàng cười nói, này, ừ, cảnh sát Diệp, không phải tôi phê bình cô, nhưng cô tùy tiện động thủ với dân chúng thấp cổ bé họng như vậy có phải có chút quá đáng không? Tuy tôi chưa chắc sẽ đánh thắng được cô, nhưng khẳng định cô cũng đánh không lại tôi. Ha ha, trời đất chứng giám, tôi chưa có trả thù nha, bằng không dựa theo tác phong làm việc của tổ trọng án các cô, cô lại muốn tố cáo tôi đánh lén cảnh sát sao? Diệp Hoàng tức đến nỗi thân thể mềm mại rung lên, nhưng lại không dám tiếp tục động thủ. Nếu như bị người khác nhìn thấy cô vô duyên vô cớ tấn công loại công dân tốt như Thường Nhạc, vậy thật không dễ báo cáo công tác. Đương nhiên, nếu cô đánh thắng được Thường Nhạc mà nói, thì có thể suy xét đến việc trói trước nói sau. Trên thực tế, mục đích cô theo dõi Thường Nhạc cũng chính là vì tìm kiếm cơ hội này. Đáng tiếc là, trên người người này dường như có rất nhiều năng lượng không giống nhau, ngay cả người dị năng thiên tài cũng không nhìn ra, vì vậy cô căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ nhìn ánh mắt hận không thể ăn thịt người của diệp hoàng thường nhạc lộ ra một nụ cười mê người xin cô đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi cô sẽ yêu tôi đó đi tới hai bước thường nhạc kiêu ngạo đến cực điểm hướng đầu về phía diệp hoàng quyến rũ thở ra một hơi cười nói không nói chuyện không nói chuyện chính là ngầm thừa nhận đúng không đúng rồi hẳn là cô không mang theo bút ghi âm và máy nghe trộm vậy tôi sẽ nói cho cô một bí mật kỳ thật tôi biết các cô nghe trộm điện thoại của tôi cho nên tôi diễn một vở kịch với tả thủ tiên sinh nếu tôi không tính sai anh ta lúc này đã giao dịch thành công với đám bạn thái vân phía nam rồi tim diệp hoàng đập mạnh một cái thiếu chút nữa thì ra tay bóp chết thường nhạc đừng nhìn tôi như vậy là thật đó nụ cười trên mặt thường nhạc vô cùng thuần khiết thiện lương tuy nhiên để phòng ngừa con cọp cái có thực lực khủng bố này phát uy hắn không thể ra tay mà từ từ tàn phá tâm linh diệp hoàng đúng rồi tiện hỏi một chút, cô không thật sự ngu như vậy chứ, trong điện thoại nghe thấy tôi nói ngừng giao dịch thì các cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ ngừng giao dịch, không đâu, tôi có thể nói cho cô biết, giao dịch được tiến hành ngay trong địa điểm các cô mai phục. Cô sẽ không nói cho tôi biết rằng, lúc các cô rút lui thì vừa vặn bắt được bọn họ chứ, ôi, vậy thì thật quá bất hạnh, dừng một chút, thường nhạc lộ ra bộ dạng, khéo hiểu lòng người, bóp bóp cổ tay thở dài, giống như cảm thấy vô cùng đáng tiếc thay cho Diệp Hoàng. Nếu tôi đoán không nhầm, các cô nhất định đã đến kho chuyên chở hàng hóa, đáng tiếc ở chỗ đó trừ một ngọn lửa lớn và ba cái xác chết ra thì không có gì khác. Ai, giao dịch lần này ước chừng trị giá 70 triệu, cũng đủ để phán tôi chết vài lần phải không? Đáng tiếc là cô không bắt được, thật quá đáng tiếc, Diệp Hoàng thật sự muốn cắn lưỡi tự sát, từ khi cô xuất đạo đến nay, mỗi một tên tội phạm đều bị cô dễ dàng bắt được. Nhưng hôm nay đụng phải kẻ biến thái thường nhạc này cô rõ ràng cảm giác được, mình hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, người này quả thực quá vô sĩ quá ác độc quá dâm đảng, nhiều lần cô cũng không nhịn được mà muốn quên đi thân phận cảnh sát của mình để liều mạng cùng hắn. Tội phạm ở ngay trước mặt chính miệng thừa nhận tội trạng, nhưng cô lại không hề có bằng chứng để bắt hắn. Đây khẳng định là sự việc bi ai nhất thế giới. Họ thường kia, đừng có kiêu ngạo như vậy. Trang nanh của Diệp Hoàng đập vào nhau kêu răng rắc, bộ dáng kia thật sự giống như là muốn cắn chết thường nhạt thường nhạc bật cười ha hả dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá diệp hoàng nếu tôi bị cô bắt ngay tại trận vậy khẳng định sẽ không kiêu ngạo được nhưng bây giờ cô xem đi tôi vẫn đứng ở đây là một công dân tuân thủ luật pháp cô có thể làm gì tôi cho dù tôi hiện giờ rất kiêu ngạo nhưng tôi có tư cách để kiêu ngạo đúng không anh anh sẽ không được chết tử tế cân tức của diệp hoàng quả thực đến trăm độ rồi bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chiêu khuôn mặt xinh đẹp anh tuấn kia giống như được viết dòng chữ lão nương liều mạng với mày rất rõ ràng thường nhạc hoàn toàn không có ý liều mạng với cô ta gặp lại chiếc ô che rất gen lem mà đặt nó vào tay diệp hoàng tràn đầy hơi thở quý tộc hành lễ dùng giọng nói có từ tính nói cảm ơn ô của cô dứt lời thường nhạc nghênh ngang rời đi đi được vài bước lại quay đầu lại lộ ra một nụ cười mê người với diệp hoàng cảnh sát diệp nếu sau này cô cảm thấy rất nhàm chán thì tới tìm tôi uống trà nha. Chương 75, có phải tôi rất biến thái không? A Nhạc, anh đừng chạy nhanh như vậy, chờ em một chút. A Nhạc, chân em trật khớp rồi, anh bế em đi. Anh Nhạc, miếng bánh ngọt lớn này cho anh, miếng bé là của em. A Nhạc, bài tập về nhà của anh em đã làm giúp rồi, anh nhìn em bắt chước bút tích của anh giống chưa này, chữ anh thật quá xấu đó. Ha ha, A Nhạc, bức thư tình này có phải do anh viết không? Đáng ghét thật, nhiều lỗi chính tả như vậy a à nhạc đừng lái xe nhanh như thế người ta chóng mặt người ta sợ a à nhạc đừng như vậy đừng a à, nhiều lắm chỉ có thể hôn một chút chỉ một chút a à nhạc anh lại lừa người đã nói chỉ hôn một chút anh hôn đau cả miệng của người ta rồi a à nhạc thật sự phải bỏ trốn sao vậy sau này anh ra ngoài kiếm tiền em ở nhà giặt đồ nấu cơm cho anh được không a à nhạc là tự anh nói muốn cưới người ta đó nha nam tử hán đại trượng phu không được phép nuốt lời. Khi thường nhạc tỉnh lại, hắn phát hiện gối của mình không ngờ lại ướt cả một khoảng. Chuyện này đối với hắn mà nói quả thật là sự việc vô nghĩa đến cực điểm. Cửa sổ không đóng, ánh sáng dịu dàng và từng làn gió dịu dàng cùng nhau bao phủ lên người thường nhạc. Ánh sáng và gió nhẹ như ẩn như hiện trong đôi mắt thường nhạc, không thể lái đi được. Thường nhạc thở dài một hơi, lập tức châm một điếu thuốc, khói thuốc từ cổ hắn từ từ chui vào lá phổi, rồi sau đó lại từ từ phun ra trong chớp nhoáng đó có một loại khoái cảm mơ hồ lan tràn toàn thân đứng ở trước cửa sổ mắt nhìn xuống đám người bận rộn trên đường thường nhạc dùng sức lắc đầu dường như muốn thoát khỏi giấc mơ đêm qua dường như mỗi ngày hắn đều tỉnh dậy từ trong giấc mộng đó mà trong một khắc tỉnh dậy hắn hắn dường như lại nhìn thấy đôi mắt vui tươi lại hàm chứa nước mưa đôi mắt sạch sẽ như vậy thanh tịnh và đẹp đẽ thường nhạc không khỏi nhớ đến một đoạn hội thoại với mẹ mình lúc nhỏ đông phương ngọc hỏi a nhạc à a nhạc sau khi lớn lên con muốn lấy người vợ như nào thường nhạc nói a nhạc lớn lên rồi muốn lấy mẹ làm vợ đông phương ngọc nói mẹ là mẹ của a nhạc không thể bảo mẹ làm vợ được hơn nửa đợi khi a nhạc lớn lên mẹ cũng già rồi thường nhạc nói vậy phải làm thế nào đông phương ngọc nói mẹ nói cho a nhạc một cách a nhạc phải nhớ kỹ nha thường nhạc nói mẹ 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 mau nói cho con biết a nhạc sẽ nhớ kỹ không quên Đông Phương Ngọc nói: "A Nhạc phải nhớ kỹ, chờ khi A Nhạc trưởng thành, mỗi khi A Nhạc từ trong đêm thức giấc, người con gái đầu tiên A Nhạc nhớ đến chính là vợ A Nhạc, nhớ nhung giống như một trận sóng thần, mãnh liệt ập đến, che trời phủ đất." Đôi khi, quyến luyến cũng có mức độ mạnh yếu, giống như một chiếc dao dịu dàng, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim thường nhạc, khiến người trong thời khắc đó hoàn toàn hít thở không thông, hơi chút chần chừ, thường nhạc bấm một dãy số điện thoại, chính xác mà nói là cuộc gọi quốc tế, alo, giọng nói của Nam Cung Huân Y có chút run rẩy, trong ấn tượng của cô Thường Nhạc chưa bao giờ gọi điện thoại tán gẫu, cũng không bao giờ nhắn tin nói chuyện. Lúc này, nhận được điện thoại của Thường Nhạc khiến cô cảm thấy có chút căng thẳng. A, à, thời tiết hôm nay thật tốt, Thường Nhạc thuận miệng tìm chủ đề tán gẫu, kỳ thật hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ồ, anh quên mất vấn đề thời gian, bên em hẳn là đã tối. A à, Nhạc, anh rốt cuộc làm sao vậy? nam cung huân y hiển nhiên càng căng thẳng hơn cô mơ hồ cảm thấy có chút không ổn thường nhạc giả vờ thoải mái nói sinh nhật của cô nhỏ vì sao em không xin nghỉ quay về chứ ngay cả ông xã nhỏ anh cũng quay về không biết là anh thật ra chỉ muốn gặp em một chút sao đầu bên kia của điện thoại trầm mặc một lúc mơ hồ truyền đến tiếng khóc nhỏ sau đó là âm thanh ra vẻ kiên cường của nam cung huân y huân y phải thi nên không thể về nước tuy nhiên huân y rất giỏi nha Giáo sư nói người ta trong vòng 2 năm là có thể tốt nghiệp rồi, đến lúc đó Huân Y mỗi ngày đều có thể ở cạnh A Nhạc, điếu thuốc trong tay Thường Nhạc khẽ rung lên, tàn thuốc rơi xuống sàn nhà, khói trắng lượn lờ bay ra như ảo mộng, giống như cảnh mờ ảo duy mỹ trong mơ, trời mới biết cô bé ngốc này vì muốn tốt nghiệp sớm hơn mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, càng không có ai biết cô bé ngốc này vì có thể sớm ở cùng hắn mà bỏ ra nhiều như nào, Thường Nhạc chỉ cảm thấy có thứ cứng rắn gì đó trong cơ thể mình tan ra mà một thứ ấm áp gì đó lại từ từ bay tới lấy xu thể không gì cản nổi trong nháy mắt lan tràn đến tất cả xương cốt tứ chi lễ giáng sinh anh sẽ bay qua đó tìm em nói xong lời này thường nhạc lập tức ngắt máy bất kể âm thanh đối phương truyền đến là tiếng cười hay tiếng khóc hắn cũng không muốn biết hoặc là nói hắn có chút sợ hãi thời khắc này thường nhạc cảm thấy một chút mê hoặc hắn không hiểu vì sao người đàn ông hoành tráng như hắn lại có loại tâm lý trốn tránh này là bởi vì bản thân có quá nhiều phụ nữ hay là vì ấy nấy, mà trên thực tế, Nam Cung Huân y lệ rơi đầy mặt ngay người tại chỗ, bất an trong lòng biến mất, thay vào đó là loại hạnh phúc và ngọt ngào không thể ức chế. Nửa giờ sau, Thường Nhạc vẫn còn cảm thấy có chút buồn bực, kết quả là hắn chuẩn bị tìm người để giao lưu tình cảm. Bạn biết, loại người có thân phận như hắn, không thể tùy tiện nói chuyện tình cảm với ai, như vậy thì quá thấp kém rồi. Kết quả là Thường Nhạc chạy đến trước máy vi tính mở email ra, gửi một bức thư cho người nào đó. Trong thư này chỉ có hai ký hiệu, một là dấu, còn lại là ai cũng biết, dấu chính là tỏ vẻ sự việc rất rối rắm phức tạp, còn dấu là đại diện cho yêu cầu, thậm chí là mệnh lệnh, cho nên ý tứ trong bức thư này chính là ông rất buồn bực, mau chóng lên mạng, Thường Nhạc vẫn nghi ngờ thằng nhóc Đường Bạch Hổ này trên cơ bản là 24 giờ đều ngồi trước máy tính, lần này Đường Bạch Hổ lại khiến nghi ngờ của Thường Nhạc sâu hơn, bởi vì chưa tới 5 phút sau Đường Bạch Hổ đã trả lời hai người hẹn gặp mặt trong game. Bình thường, nói chuyện phím trong game là an toàn nhất, bởi vì trong game online người nói chuyện quá nhiều nên phần ghi chép chạy rất nhanh, cũng bởi vì rất nhiều hacker hoặc cảnh sát mạng bình thường đều điều tra hòm thư và công cụ chắc bình thường, sẽ không vào xem bản ghi chép trong game của người khác, hơn nữa muốn kiểm tra cũng kiểm tra không nổi. Thánh Peter ơi! Thằng nhóc mày rảnh quá nhỉ, sớm như vậy đã gọi bố dậy. Đường Bạch Hổ nổi giận đùng đùng đánh ra một loạt chữ, nhân vật trong game còn làm ra động tác, nổi giận, thường nhạt, sớm. Đều một giờ chiều mẹ nó rồi, mày còn ham ngủ hơn bố, đường bạch hổ, mày không biết bình thường phải 4 giờ chiều tao mới rời giường sao, thường nhạt, mẹ nhà mày ngủ y như con heo, sao bố vừa gửi thư đã dậy rồi, ai, mẹ kiếp, trời xanh không còn gì để nói, đường bạch hổ làm ra một động tác bất đắc dĩ, gần đây chơi trò mới, hòn thư chuyên dụng này nhận được thư liền có âm thanh của mỹ nữ 18 nước cùng nhau hét lên, mày bảo tao có thể không dậy sao, mẹ tao cũng không biết mày sẽ quấy rầy tao sớm như vậy, thường nhạc giật mình, không ngờ trên thế giới này còn có kẻ dâm đảng hơn hắn, mỹ nữ 18 nước cùng nhau hét lên, đây sẽ là kiểu trận chiến gì. Nhưng chắc như vậy thật ra có thể làm giảm bớt không ít buồn bực trong lòng, thường nhạc lập tức gõ ra một hàng chữ, chuyện mấy ngày trước, cảm ơn nhá, chuyện này. Đương nhiên là việc đường bạch hổ hắt máy tính của Hoàng Phiêu Nhiên, nếu không làm sao có thể biết được thằng kia viết thư tình cho vợ của phó cục trưởng chứ. Mẹ, cảm ơn một câu là xong hả, nhân vật trong game của đường bạch hổ lại làm ra một động tác chém người, thường nhạc sửng sốt, chẳng lẽ mày muốn tao lấy thân báo đáp, không chắc nha, nhân vật trong game của đường bạch hổ làm ra vẻ mặt rất dâm đảng, thường nhạc, tiểu hòa thường, chẳng lẽ mày tới từ núi gây trong truyền thuyết, má, giới tính của bố rất bình thường đường bạch hổ lại nổi cơn thịnh nộ nhưng tao có một đứa em họ bộ dạng rất giống bình hoa đang lo không gả được đây thường nhạc hỏng mất này xin giết tao đi cảm ơn đường bạch hổ sớm biết mày sẽ nói như vậy mà không nghĩa khí được bây giờ chúng ta bàn chính sự tao đang định tìm mày đây thường nhạc chuyện gì đường bạch hổ lần trước không phải mày nói muốn tao theo mày lăn lộn sao thường nhạc đột nhiên vui vẻ nhanh chóng nói đúng vậy bất cứ lúc nào mày cũng có thể tới đường bạch hổ tao nghiên cứu thận trọng một chút phát hiện mày chính là con trai của địa chủ giàu nứt khố đổ vách thánh peter ơi chỉ cần mày cho tao đủ tiền tao liền theo mày lăn lộn thường nhạc hơi chút kinh ngạc với sự hiểu biết của hắn đối với đường bạch hổ theo lý thuyết người này không phải thiếu tiền chẳng lẽ thằng nhóc kia cố ý tạo lối thoát trên thực tế là từ đáy lòng rất muốn cùng mình lăn lộn nghĩ đến đây thường nhạc lộ ra nụ cười như mùa xuân, bùng bùng đánh ra vài chữ, nói đi, muốn bao nhiêu, đường bạch hổ, 10 e, trong trò chơi, người chơi thường viết 10 tỷ thành 10 e hoặc 10 i thường nhạc ngẩn ngơ, gõ ra ba chữ, tiền trong game, đường bạch hổ, tổ cha mày, đương nhiên là tiền thật, thường nhạc lần này ngây ngô càng lâu hơn, gõ ra năm chữ, yên nhật hay uân hàng, đường bạch hổ, mày bức tao phải chửi có phải không? Đừng nói nhảm, RMB thường nhạc lập tức tâm muốn chết đều đã có, từng gặp qua công phu sư tử ngoạm, nhưng chưa từng thấy qua loại cá voi mở miệng rộng như này, quả thực là còn đen hơn cả lỗ đen vũ trụ. Cho dù xí nghiệp của gia tộc Đông Phương là một trong ngũ đại tài đoàn, nhưng trong một chốc cũng không chắc có thể rút ra 10 tỷ vốn lưu động. Tên đường Bạch Hổ này quả thật không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng là có thể hù chết người. Hiện giờ thường nhạc còn chưa tiếp nhận tập đoàn của gia tộc Đông Phương, đào đâu ra 10 tỷ chứ. hít sâu một hơi, Thường Nhạc cố hết sức làm cho mình trở nên bình tĩnh, chất vấn: "Con mẹ nhà mày muốn nghiên cứu vũ khí có tính sát thương quy mô lớn hay sao mà cần nhiều tiền như vậy?" Đường Bạch Hổ: "Ha ha, nếu thành công, đoán chừng còn kinh khủng hơn cả bom nguyên tử." Thường Nhạc hiếu kỳ nói: "Là cái gì? Nói nghe coi." Đường Bạch Hổ: "Thôi đi ba ơi, loại đồ chơi công nghệ cao này, nói ra thì loại người thô kệch như mày cũng không hiểu." Thường Nhạc bị đã kích mạnh, nhất thời im lặng hận không thể lập tức đi tìm đường bạch hổ thật để PK. Một lát sau, đường bạch hổ lại nói, kỳ thật, 10 e đều tính là ít rồi, mày cũng biết, có rất nhiều thứ linh tinh, tao đều là trực tiếp mượn xung quanh đấy, bằng không, chỉ sợ 20 e cũng không đủ để có được nó. Thường nhạc hiểu ý của lời này, trong một lần nào đó chắc chít, đường bạch hổ trong lúc vô ý đã khoe rằng không có thứ gì gã không hát được nghe nói rất nhiều thành quả khoa học kỹ thuật cao cấp của nhiều quốc gia tiên tiến đều bị thằng nhóc này copy trộn một phần nếu bán những tài liệu đó đi đường bạch hổ ước chừng có thể trong một đêm trở thành người hoa giàu nhất nhưng đường bạch hổ hiển nhiên không có ý bán đi mà là tổng hợp thành quả của các quốc gia tiên tiến tự mình làm một thực nghiệm kinh thiên địa quỷ gì đó về phần rốt cục là cái gì ngoại trừ chính gã ra thì đoán chừng không có người thứ hai biết tò mò hại chết mèo thường nhạc tự nhận là người mạnh mẽ biết nắm chắc tính người nhưng gặp đường bạch hổ thì hắn cũng có vẻ rất bị động hơn nữa từ trước đến nay ở chỗ cao luôn không khỏi rét vì lạnh thường nhạc đúng là đã có hứng thú đến cực điểm với cái kế hoạch lớn kia của đường bạch hổ với hiểu biết của hắn về đường bạch hổ đây tất nhiên sẽ là một sự kiện lớn toàn cầu khiếp sợ tuyết đối đủ kích thích đủ mạo hiểm đây cũng chính là thứ cảm giác mà thường nhạc luôn theo đuổi nghĩ sâu xa một lát thường nhạc hỏi một lần bỏ vốn cần bao nhiêu tiền chi bằng tôi trả phân kỳ nhân vật game của đường bạch hổ làm ra một động tác khinh bỉ thôi đê không có tiền thì nói sớm lãng phí tình cảm của tao vẻ mặt thường nhạc khá lúng túng may mà không ai nhìn thấy lớn như vậy lần đầu tiên hắn bị người khác nói mình không có tiền cũng là lần đầu tiên cảm giác được tiền là thứ rất mẹ nó có ma lực thấy thường nhạc nửa ngày không có phản ứng đường bạch hổ lại nói được rồi sau này lại nói trước mắt tao đang sửa lại tư liệu, trong kế hoạch, đợi đến lúc chính thức khởi công, tao sẽ lại tìm mày. Thằng nhóc, mau chóng gom tiền đi. Ai, đứa trẻ nhà nghèo, rất đáng thương, anh đây rất thông cảm với mày, thường nhạc thực muốn làm thịt đường bạch hổ ngay tại chỗ, đáng tiếc chính là, chuyện này không thể xảy ra. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là gõ ra sáu dấu. Để giải phóng chút bất mãn nội tâm. Chấm 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 chấm. Lúc này, đường bạch hổ đột nhiên hỏi đúng rồi vừa rồi mày tìm tao có chuyện gì không có không có nữa rồi thường nhạc không yên lòng trả lời lúc này hắn cũng không còn tâm tình để thổ lộ tình cảm với đường bạch hổ nữa rồi đường bạch hổ không nao núng nói quấy rối quá rồi đấy gọi tao lên rồi lại không nói chơi tao à đối mặt với đường bạch hổ bác quái vô hạn thường nhạc rất không có gì để nói đơn giản phát ra một bộ mặt biểu cảm quyến rũ ai mày cũng biết đấy anh mày đẹp trai quá có quá nhiều bạn gái nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện người mình thích thật sự chỉ có một hoặc là nói chỉ thích nhất một người đột nhiên cảm giác được mình rất vô lương tâm rất có lỗi với đoạn tình cảm này đường bạch hổ mày nói quá vô nghĩa rồi nếu như thật sự có giác ngộ này vậy thì từ bỏ các cô nàng khác đi cưới cô nàng mày thích nhất kia về nhà suy nghĩ một chút thường nhạc trả lời tao không phải chưa từng nghĩ tới nhưng sau đó lại nghĩ như vậy chẳng phải là tổn thương trái tim những cô gái khác sao? Hơn nữa, bản thiếu gia cũng là thật tâm với mấy cô nàng đó, chẳng lẽ một thằng đàn ông như tao lại không thể đồng thời thích nhiều phụ nữ sao? Lúc này đây, đường bạch hổ trầm mặt thật lâu, cuối cùng tặng thường nhạc một câu bảy chữ, con mẹ mày là thằng biến thái, chương 76, bác sĩ tâm lý. Nhóc con mày không chỉ biến thái mà còn háo sắc, không chỉ háo sắc mà còn hoa tâm, không chỉ hoa tâm mà còn vô trách nhiệm không chỉ vô trách nhiệm mà còn không biết bản thân mình đang làm gì, không chỉ không biết bản thân đang làm gì mà còn liên lụy đến tao phải nghe mấy lời vô nghĩa của mày, cho nên khách sạn không phụng bồi, nhạc biến thái 88, sau khi chửi bới thường nhạc thậm tệ, căn bản không đợi thường nhạc phản bác, đường bạch hổ lập tức offline mất tích, hẳn là không chịu nổi thường nhạc nữa rồi. Ngoài dự đoán của mọi người, thường nhạc bị chửi bới thậm tệ không ngờ không tức giận mà thở dài một tiếng, lại châm một điếu thuốc tâm tình không ngờ yên tĩnh một cách thần kỳ. Loại chuyện tình cảm à, đừng nói hắn không làm chủ được, mà ngay cả thế ngoại cao nhân như công tôn thị cũng không cách nào giúp hắn giải quyết được, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Nhưng đối với việc đột nhiên bị họ đường kia ban cho danh hiệu hoành tráng, nhạc biến thái, thường nhạc lại vô cùng canh cánh trong lòng. Biến thái? Mình thật sự biến thái như vậy sao? Thường nhạc lầu bầu đi ra khỏi phòng ngủ, vừa vặn tóm được huyết hổ đi ngang qua, lão hổ ngốc anh nói xem bản thiếu gia có phải rất biến thái không huyết hổ giật mình kinh hãi mồ hôi lạnh đều chảy cả ra vội vàng đáp không không hề anh nói dối thường nhạc nhìn ánh mắt của huyết hổ vẻ mặt quả thực dịu dàng giọng điệu lại càng dịu dàng hơn mau nói thật đi bản thiếu gia cam đoan không trách tội anh tôi muốn nghe lời thật lòng nhất của anh sau khi huyết hổ phát hiện thường nhạc không phải đang nói đùa sợ hãi nói tôi cảm thấy thiếu gia quả thực có chút biến thái nhưng mặc kệ nó nhiều hay ít nào có lão đại hoành tráng nào không biến thái chứ biến thái mới gọi là có cá tính cậu nói đúng không thường nhạc gật gật đầu lại hỏi ừ nói cũng phải thật chỉ có chút biến thái sao ách kỳ thật tôi đây cảm thấy nhiều hơn chút một chút thật sự chỉ biến thái nhiều hơn một chút sao ách kỳ thật tôi đây cảm thấy có thể là biến thái nhiều hơn một chút của chút một chút a à, lão hổ ngốc anh đứng lại cho tôi ô thiếu gia a là chính cậu bảo tôi nói thật mà. Đây là thói đời gì chứ, cậu gạt tôi, trung tâm thành phố C, đường Xuân Tây Đoạn Nam, Ngân Đô Building là tòa cao ốc cao chọc trời nổi tiếng nhất thành phố, mà tầng 12 thì là tầng nổi tiếng nhất của Ngân Đô Building. Ở trong này có một trung tâm tư vấn tâm lý, y sĩ trưởng tên là Ôn Nhu, là một cô gái. Nguyên nhân Ôn Nhu nổi tiếng rất đơn giản, thứ nhất cô là một đại mỹ nữ, thứ hai cô là bác sĩ tâm lý trẻ nổi tiếng nhất trong nước thứ ba giá cả trong trung tâm tư vấn tâm lý của ôn nhu có thể nói là già trẻ không gạt đã tới đều nói tốt cuộc sống của một bác sĩ tâm lý rất thoải mái không cần mỗi lần đều phải đến nhận phòng khám bệnh khách có thể trị liệu qua điện thoại hoặc video mỗi ngày ôn nhu chỉ tiếp ba vị khách thật xin lỗi nói như vậy giống như cô đang kinh doanh tình dục vậy nhưng trên thực tế ba vị khách qua điện thoại của ngày hôm nay cô đều xử lý xong rồi ôn nhu có vẻ rất nhàn rỗi đứng trước cửa chớp Ánh mặt trời sau 12 giờ đổ xuống, mái tóc dài có một tầng viền vàng ở nơi cuộn lại, khuôn mặt có thể nói là tinh mỹ kia có vẻ chói lọi dưới ánh mắt trời, nhưng khuôn mặt cô không phải nơi hấp dẫn người ta nhất, thứ hấp dẫn nhất chính là thái độ tươi đẹp, cả người cô vừa có ưu thế tiên thiên vừa có cách ăn mặc hợp thời, là một loại phụ nữ điển hình của phụ nữ thời thượng. Bộ váy Pinky màu đen lộ ra sự tao nhã, phẩm vị, gợi cảm giao dung với khí chất nữ tính. Đặc điểm lớn nhất của trang phục nữ Pinky Dean là có thể khiến bản chất mềm mại tinh tế của phụ nữ tự do phát sinh, mà mềm mại tinh tế như vậy ở trên người một nữ bác sĩ tâm lý, quả thực thích hợp không thể thích hợp hơn. Liếc mắt nhìn qua, có thể cảm giác được hình thể dịu dàng hoàng mỹ kia, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt được bảo dưỡng thật tốt, đùi đẹp thon dài, cái mông vững chắc, bộ ngực kiên cố. Nói thật lòng, chỉ đơn giản liếc mắt nhìn là đã khiến cho người khác có cảm giác muốn vọng động xâm phạm cô. Sự xinh đẹp của phụ nữ là dùng tiền và thời gian chăm sóc để đắp lên, lời này quả là lời vàng ngọc. Đối với dân chúng vất vả mà nói, cho dù là đại mỹ nhân trời sinh xinh đẹp vài năm làm vợ vào bếp nấu cơm thì cũng sẽ quá sức, hồng nhan sớm già là kết cục tất nhiên. Các vị trai chưa vợ có nhận thức đều biết rằng, đồ đồng phục hấp dẫn có rất nhiều loại, không chỉ có đồng phục nữ sinh và áo trắng của y tá mới có thể dụ người phạm tội loại đồng phục office lấy đi như ôm nhu mặt cũng có thể làm khuynh đảo chúng sinh. Trong số 10 người đàn ông thì ít nhất có 3 người là bị loại phụ nữ này cầm giữ. Giờ khắc này, 3 giờ 29 phút chiều. Ôm nhu nhìn một trong 10 chiếc đồng hồ hàng đầu thế giới tết tét Philip màu bạc, hơi hơi nhíu mày, nhìn qua dường như có tâm sự. Người phụ nữ có sự nghiệp thành công như ôm nhu, thu nhập có thể nói là gom không biết có chuyện gì có thể khiến cô lo lắng. Người thường mặt mày nhăn nhó là có thể lý giải, như một bác sĩ tâm lý có chuyên môn kiệt xuất như ôn nhu cũng có vẻ buồn bực như vậy, thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, có người nhẹ nhàng gõ cửa, khi ôn nhu còn chưa kịp nói, mời vào thì cửa đã bị đẩy ra, một người trẻ tuổi sa sút tinh thần đi vào, tại sao phải dùng từ suy sút để hình dung? Rất đơn giản, bởi vì vẻ tuấn mỹ của người thanh niên này không giống như khuôn mặt sản phẩm con lai lộ ra vẻ suy sụp tinh thần, mà con mắt thâm thúy mê người kia lại có một loại u buồn, mà cả thân hình gầy yếu thon dài kia cũng phóng xuất ra một loại tâm linh suy sút, nói người đó là người trẻ tuổi thì có chút quá, bởi vì hắn thật sự là hơn trẻ tuổi một chút, có lẽ dùng từ thiếu niên để hình dung thì có vẻ chính xác hơn. Chỉ là, bởi vì khí chất cổ quái kia của hắn làm cho người ta ấn tượng đây chính là một thiếu niên già nua. Tôi có thể ngồi không? Thanh âm trầm thấp lộ ra từ tính của thiếu niên truyền đến, phong phạm quý tộc trong cử chỉ triển lộ không thể nghi ngờ. Sau khi nhìn thấy ôn nhu ngạc nhiên gật đầu, hắn tùy ý ngồi trên ghế, tà tà duỗi cái lưng mệt mỏi, phong độ quý tộc vừa tạo dựng lập tức biến mất không tung tích, ngược lại càng giống, lưu manh hơn. Ôn nhu cuối cùng cũng hồi phục được tinh thần, nhìn vị khách không mời mà đến hỏi, xin hỏi cậu là, thiếu niên ngáp một cái, từ từ nói, nếu tôi ngồi ở đây, thì đương nhiên là bệnh nhân của cô, bệnh nhân của tôi. Ôn nhu hơi có chút hứng thú liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, ngồi xuống ghế của mình, khách khí nói. Vậy, xin hỏi cậu có hẹn trước không? Không, thiếu niên có vẻ rất thành thực. Hôm nay tôi tan làm sớm, cậu có thể đến vào hôm khác. Mắt thiếu niên nháy nháy, đột nhiên rất nghiêm trọng nhìn ôm nhu. Cứu người có phải là thiên chức của bác sĩ các cô không? Không thể nói tôi cần trị bệnh mà lại không cho tôi trị bệnh. Tôi không cần trị bệnh lại cố tình bắt tôi trị bệnh. Tôi không muốn cô trị bệnh cô lại muốn tôi trị bệnh. Làm người thì phải nói lý chứ, đúng không? Hiện giờ tôi cần cô lập tức trị bệnh cho tôi. Nếu không tôi sẽ rất khó chịu, dựa vào tinh thần Bethune hoặc tinh thần Florence nightin cô hẳn là sẽ lập tức trị bệnh cho tôi, đúng không? Đổi lại là người thường, sớm đã bị khẩu lệnh này làm cho hôn mê, nhưng ôm nhu lại cười một tiếng. Tôi thấy logic của cậu rất rõ ràng, dường như không cần trị bệnh, ngược lại là tới gây rắc rối cho tôi. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của vị tiên sinh này, thường nhạc, năm nay bao nhiêu tuổi? 16 Tết nguyên đáng mấy tháng nữa là 17, ông Nhu lộ ra một nụ cười kín đáo chuyên nghiệp hóa, lại một lần rồi một lần nhìn kỹ thường nhạc, vị này, em trai, cậu nên đi trung tâm cố vấn tâm lý thanh thiếu niên. Chỗ này của tôi, là phòng khám của người thành niên, thường nhạc cũng người, chuyện này còn không đơn giản, cô coi tôi là người trưởng thành không được sao, có lẽ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, trên mặt ông Nhu trước sau đều bình tĩnh, ngoài mỉm cười ra thì không có bất kỳ cảm xúc nào khác khiến người ta có loại cảm giác bí hiểm. Cô cười nói, cậu là bác sĩ tâm lý hay tôi là bác sĩ tâm lý? Sao tôi lại có cảm giác cậu đang hướng dẫn tôi? Thường nhạc không biết là ngại thật hay ngại giả. Hắn ngại ngùng gãi gãi tóc, từ từ nói, ách, cái này, là bệnh nghề nghiệp, tuyệt đối là bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp. Trong giọng nói của ôn nhu mang theo tính kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm. Cậu hẳn chỉ là một học sinh trung học, được rồi, như vậy xin hỏi cậu làm nghề gì? Thường Nhạc cười cười, dùng ánh mắt chuyên chú nhìn Ôn Nhu, hạ giọng nói, "Nếu tôi vô cùng kiêu ngạo mà nói, kỳ thật tôi là lão đại xã hội đen, cô sẽ không cảm thấy rất buồn cười chứ?" Ha ha, Ôn Nhu quả nhiên cười, cô đột nhiên cảm giác được đứa trẻ lớn này rất thú vị, có lẽ còn có chút chứng vọng tưởng, đương nhiên, điều này cũng không thể trách cô. Nếu cô thuộc loại người nào đó trong xã hội đen mà nói, vừa nghe đến hai chữ thường Nhạc, cô khẳng định không cười nổi. Bất kể cô là một bác sĩ tâm lý đã vượt qua thử thách tố chất, thường nhạc không an phận chuyển động cái ghế, hai chân rất quá trớn mà đặt lên trên bàn, vẻ suy sút trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là nụ cười bất cần đời, "Bác sĩ ôm, cô quyết định trị bệnh cho tôi rồi, từ quan điểm của một bác sĩ, vấn đề của cậu không phải quá lớn, căn bản không cần trị." "Đương nhiên, với cá nhân tôi mà nói, có lẽ sẽ có một ngoại lệ." nhưng đầu tiên xin cậu hãy cho tôi một lý do để tôi trị bệnh cho cậu bác sĩ phía sau những lời này của cô là đang câu dẫn tôi đúng không thường nhạc lộ ra một nụ cười tà mị ông nhu ăn cơm nhờ nghề này đã nhiều năm rồi có loại người bệnh gì chưa từng gặp nghe vậy cũng không có nhiều phản ứng cô rất hiểu về cách chăm sóc cảm xúc của khách hàng nếu đổi là mấy năm trước khi tôi còn là một cô gái nói không chừng vừa nhìn thấy cậu sẽ điên cuồng say mê nhưng bây giờ cậu có biết là người thì luôn sẽ từ từ lớn lên từ từ trưởng thành, thường nhạc bỏ cái chân đặt trên bàn xuống, đột nhiên ngồi thẳng người, dùng ánh mắt mang theo tính nguy hiểm mãnh liệt và ý xâm phạm nhìn chầm chầm ôm nhu, từng chữ từng chữ nói, bác sĩ, nếu như cô đã nói như vậy, có nghĩa là đã thừa nhận dụ dỗ tôi rồi, chương 77, bác sĩ, có thể giúp tôi phát tiếp một chút không? Thường nhạc bỏ cái chân đặt trên bàn xuống, đột nhiên ngồi thẳng người, dùng ánh mắt mang theo tính nguy hiểm mãnh liệt và ý xâm phạm nhìn chầm chầm ôm nhu, từng chữ từng chữ nói, bác sĩ, nếu như cô đã nói như vậy, có nghĩa là đã thừa nhận dụ dỗ tôi rồi, ôm nhu cười cười, lạnh nhạt nói, vì sao cậu luôn thích đặt đề tài cố định ở trên một việc, thường nhạc cũng cười nói, có lẽ bởi vì tôi là người cố chấp, ôm nhu, chẳng lẽ không phải cố chấp, thường nhạc, có lẽ vậy, cho nên tôi mới đến tìm cô, bằng không cô nghĩ tôi đến làm gì. Vì để tránh biến thành hoang tưởng, bây giờ thừa lúc mình vẫn còn trẻ, trị bệnh sớm một chút, tôi có phải rất có ý thức không? Đúng rồi, đây có tính là lý do để cô trị bệnh cho tôi không? Cậu rất thông minh, nụ cười lần này của ôm nhu giống như phát ra từ đáy lòng, cô nhìn thường nhạc cười nói, đây coi như là một lý do, nhưng còn chưa đầy đủ. Ai, người thời nay sao lại cứ lại nhảy vậy? Thường nhạc thở dài một tiếng, nhìn ôm nhu, bác sĩ, tôi không phải đang công kích cô, chỉ là đang thể hiện chút bất mãn. Hiện tại tôi không có tâm tình tiếp tục nói chuyện tào lao. Nói xong, thường nhạc đứng lên, sờ sờ túi áo, cuối cùng lấy ra một cái thẻ dúng gió, đưa cho ôm nhu nói, cô xem, kỳ thật nửa năm trước tôi bảo người làm thẻ một năm ở chỗ cô, đây chẳng qua chỉ là lần đầu tới mà thôi. Người cố vấn tâm lý quen đều biết, trị liệu bình thường đều tính phí theo giờ, cũng có thể tính theo tháng hoặc thậm chí là theo năm, gần như các bệnh viện tâm lý hoặc phòng khám đều có nghiệp vụ công việc như vậy. Ông Nhu nhận lấy cái thẻ, hơi có chút kinh ngạc, còn kiểm tra ID thẻ từ máy tính, cô lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười. Khách hàng có thể bức cô phát ra chiếc thẻ VIP chỉ có 10 cái này quả thực khiến cô vô cùng thê thảm. Thường nhạc tính là người đầu tiên, mà vị khách có thẻ VIP này suốt nửa năm không hề chạy tới trị bệnh. Thường nhạc cũng là người đầu tiên, tò mò hại chết mèo, đồng thời cũng hại chết người ôn nhu không thể né tránh mà sinh ra hứng thú đối với thường nhạc. Đồng thời, bởi vì cô là một bác sĩ tâm lý xuất sắc nên cô càng hiểu được loại hứng thú này sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Mang lên chiếc kính đen ô đắt tiền, ôn nhu thoạt nhìn có chút nghiêm cẩn, khí chất văn nhã và cao quý, còn mơ hồ lộ ra vẻ uy nghiêm như học thuật quyền uy, đứng lên nói, lý do của cậu đã đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi, khách quý. Nói xong, dưới sự dẫn dắt của ôn nhu, thường nhạc nằm chết dí trên một chiếc ghế nằm màu đen ở bên trái phòng. Cái ghế này cùng loại với ghế giữa mát xa, dài như chiếc giường đơn, nằm trên đó vô cùng thoải mái, đây là thứ có thiết kế chuyên dùng để khiến bệnh nhân buông lỏng thần kinh. Ôm nhu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn thường nhạc, giọng nói mơ hồ có ý thôi miên. Bây giờ, cậu có thể nói ra tất cả mọi vấn đề, bao gồm cả những vấn đề ngày thường khó có thể mở miệng, nói ngắn gọn, đầu óc cậu nghĩ điều gì tận lực dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra, sau khi nhìn thấy thường nhạt nhắm mắt lại, ông Nhu nói tiếp, cậu có biết, bệnh về sinh lý thì coi trọng việc đúng bệnh cắt thuốc, nhưng bệnh tâm lý thì rắc rối hơn rất nhiều, làm bác sĩ, tôi phải thông qua đối thoại và quan sát để tìm ra căn bệnh của cậu, như thế mới có thể dễ dàng cho trị liệu hơn, hiểu chưa, bây giờ, cậu có thể coi tôi là người bạn tốt nhất, người cậu tin nhất, hoặc là coi tôi là một bóng dáng nào đó trong đáy lòng. Nói tất cả các vấn đề của cậu cho tôi biết, được không? Bác sĩ, thật sự cái gì cũng có thể nói không? Cô xác định chứ? Thường Nhạc đột nhiên mở mắt ra, đương nhiên, giọng điệu khẳng định của Ôn Nhu vô cùng đáng tin, Thường Nhạc nằm ở trên ghế đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ quái, có chút mờ ám nói, không thể không thừa nhận, cái ghế này tương đối thoải mái. Khi tôi nằm nhắm mắt ở trên này, trong đầu lập tức xuất hiện một ý nghĩ nếu như bác sĩ ôn có thể nằm trên này cùng tôi thì không biết sẽ kích thích đến cỡ nào bất ngờ ôn nhu cũng không tức giận cũng không cảm thấy rất không ngờ ngồi trên ghế vuốt ve gọng kính thản nhiên nói điều này chứng minh hiện tại cậu rất buông lỏng trong lòng mỗi người đều có đủ loại kích động biểu hiện và suy nghĩ của cậu lúc này đều là bình thường cũng không thuộc bất cứ loại bệnh tật nào cơ thể thường nhạt không động đậy đầu cũng không cử động chỉ có tròng mắt chuyển động dùng một loại ánh mắt dâm đảng và đầy ý xâm phạm đánh giá ôn nhu, đột nhiên thốt lên một câu kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ, nói thật, nhìn bộ dạng khéo hiểu lòng người của cô, lúc này tôi bỗng dưng có loại kích động muốn cưỡng hiếp cô, này, ôn nhu ngay cả ý nghĩ muốn cắt mạch tự sát đều đã có, cô không phải chưa từng gặp người bệnh lưu manh, nhưng lưu manh đến mức độ thẳng thắn như này vẫn là lần đầu gặp. Vụng trộm hít sâu một hơi, ôn nhu lộ ra bộ dáng bình tĩnh cười nói, cậu có ý nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng cậu không thể thực hiện ý nghĩ không tốt đó, nếu không sẽ biến thành tâm lý biến thái dẫn đến phạm tội. Rất nhiều vụ án phạm tội của thanh thiếu niên đều là phát sinh như vậy, vậy nên giải quyết như nào? Thường nhạc hỏi, đầu tiên, phải có tâm tính khỏe mạnh tốt đẹp, nhìn thẳng vào vấn đề của mình. Sau đó, thông qua các phương thức khác để sơ tán phát tiếp những ý tưởng tối tâm trong lòng, phát tiếp như nào, rất đơn giản, ví như đọc sách xem phim chơi game nghe nhạc thường nhạc nhíu nhíu mày nói đáng tiếc là những phương pháp này đều không hợp với tôi bác sĩ cô có thể giúp tôi phát tiết một chút không ông nhu đương nhiên hiểu được phát tiết của thường nhạc là ý gì vì vậy cô nói ra bốn chữ thứ khó tòng mệnh thứ cho tôi không thể nghe theo bác sĩ sao cô có thể như vậy cô xem đi nếu tôi tiếp tục không khơi thông được mà nói có thể sẽ uất ức thành tật làm cho tâm lý không khỏe mạnh dẫn tới phạm tội cô hẳn đã nhìn ra được, một thanh niên tốt như tôi, còn rất nhiều lý tưởng chưa thực hiện, cứ như vậy mà đi vào con đường phạm tội chẳng phải thật quá đáng tiếc sao. Thường nhạc lúc này nói chuyện quả thật chính là lợn cái mặt áo ngực, ánh mắt gần như năng ni nhìn ôn nhu, cho nên, bác sĩ, cô giúp tôi đi mà, tôi có thể giúp cậu, nhưng không phải dùng phương thức như cậu muốn. Ôn nhu bình tĩnh nói, đột nhiên chuyển đề tài, bây giờ tôi hỏi cậu vài vấn đề, cậu chỉ cần bình tĩnh trả lời là được. Vấn đề thứ nhất, xin hỏi cậu hôm nay tại sao phải đến trung tâm trị liệu của tôi? Sẽ không có ai rảnh rỗi không chuyện gì mà chạy tới khám bác sĩ tâm lý, đúng không? Cậu phải nói đầu đuôi ngọn nguồn bệnh trạng của mình trước khi đến đây cho tôi biết. Không thể không thừa nhận, bác sĩ ôm, cô rất giảo hoạt, cô chuyển đề tài tương đối khéo léo, khéo léo đến nỗi tôi rất muốn đối chọi với cô, từ chối trả lời cô bất cứ vấn đề gì, bởi vì cô đã làm tổn thương tâm hồn thanh thiếu niên yếu ớt dễ vỡ của tôi một cách sâu sắc. Cô dùng một phương thức kín đáo để từ chối yêu cầu của tôi. Cô làm cho tôi giống như thiếu niên bị lừa màn thầu một tệ trong phim. Từ nay về sau sẽ không tin người khác cũng không tin mình. Thường nhạc không di chuyển ánh mắt nhìn chầm chầm ôm nhu, thao thao bất tuyệt biểu đạt tình cảm. Ôn nhu bị ánh mắt như nhìn thấy lòng người của thường nhạc làm cho sợ hãi. Bởi vì trên thực tế vừa rồi cô quả thật là cố ý chuyển đề tài rất nhiều bác sĩ khi gặp người bệnh có tính công kích đều khéo léo dời đi cảm xúc của người bệnh nhưng ôn nhu lại không ngờ thủ pháp cao minh của mình lại bị thường nhạc nhìn thấu trong lòng không khỏi đánh giá lại lần nữa độ tuổi thật và thiếu niên không phù hợp độ tuổi nghiêm trọng nhưng thường nhạc đột nhiên mỉm cười nhưng vấn đề cô hỏi quả thật hỏi quá hay rồi tôi thật sự không kìm nổi mà muốn trả lời cô cô hỏi tôi vì sao bỗng nhiên muốn đến trung tâm trị bệnh đúng không rất đơn giản bởi vì gần đây tôi phát hiện bản thân mình hơi biến thái mà người bên cạnh cũng nói tôi có chút biến thái cho nên tôi muốn tới hỏi bác sĩ tâm lý tiếng tâm cả nước cô tôi đến cùng có phải là rất biến thái không ông nhu lại đưa tay đỡ khung kính mắt bàn tay ngọc thon dài như tuyết trắng khéo léo che đậy khuôn mặt tinh mỹ chặn lại ý cười cô không kìm nổi mà lộ ra thằng nhóc này thật sự gây cho cô quá nhiều bất ngờ chưa từng gặp qua người bệnh thú vị như vậy vì duy trì quyền chủ động của bác sĩ ôn nhu không thể để thường nhạc phát hiện mình thất thố, mãi đến sau khi tâm tình bình tĩnh lại, cô mới mỉm cười hỏi, kỳ thật rất nhiều vấn đề, hỏi người khác không bằng hỏi mình, cậu có từng tự hỏi xem mình rốt cuộc có biến thái hay không, thường nhạc hơi hơi nhíu mày, trong con ngươi thâm thúy lóe ra hoàng quang màu tím có một loại cô đơn thật sâu, vẻ mặt lâm vào hoảng hốt, bộ dáng này khiến ôn nhu nhìn rồi đột nhiên cảm thấy sự đau lòng khó hiểu, cảm giác được sâu trong tâm linh có thứ gì đó bị đâm trúng thậm chí có một loại kích động muốn tới an ủi hắn. Cô không khỏi suy nghĩ, mình rốt cuộc là thế nào, lúc này thường nhạc cũng đã đổi lại tinh thần, ngơ ngác nhìn trần nhà, trong thanh âm lười biến lờ mờ lộ ra vẻ hoang mang, nói thật, bản thân tôi cũng không biết, cũng có thể là tôi không quá chắc chắn, có đôi khi tôi cảm giác mình rất bình thường, có những lúc lại cảm giác mình rất biến thái, hả? Có thể lấy ví dụ không? Trước tiên là nói về lúc tôi bình thường đi, Tôi cảm giác mình không khác gì người bình thường, mỗi ngày đều ăn uống tè ị, cũng đi học, cũng sẽ đi cô gái, cũng sẽ tham gia một vài hoạt động, cũng sẽ. Ông Nhu đột nhiên cắt lời thường nhạc, nói chen vào, cậu không thể nghĩ như vậy, cho dù là cùng biến thái nổi tiếng quốc tế, bình thường bọn họ cũng rất bình thường, hoặc nhìn không khác người thường chút nào, thậm chí... Những cuồng biến thái đó trước giờ đều không cho rằng bọn họ biến thái, bọn họ cho rằng mình là người bình thường. Đương nhiên, Tôi nói lời này không phải nói cậu cũng là cùng biến thái, mà là để cậu nói ra một vài ví dụ đặc biệt, hoặc là chuyện mà người khác cho là biến thái, có thể chứ. Ồ, vậy thì quá nhiều, quả thực nói ra rất dài nha. Chương 78, Bác sĩ bác quái. Ồ, vậy thì quá nhiều, quả thực nói ra rất dài nha. Thường nhạc nói xong lời này, trên mặt có chút hả hê. Ôn nhu bất động thanh sắc nhìn thường nhạc, giọng điệu có vẻ rất dịu dàng, nghe có vẻ vô cùng thoải mái bất cứ sự việc nhỏ nào đều có thể trở thành vấn đề lớn ảnh hưởng cả đời cậu vì vậy cậu cứ từ từ nói không cần phải vội cũng không cần căng thẳng nói từng việc đặc biệt chúng ta bắt đầu tôi không vội cũng không căng thẳng bình thường tôi ở cùng người khác người căng thẳng không phải là tôi mà là người khác điểm này cô có thể hoàn toàn yên tâm bác sĩ nếu người bình thường nói ra câu nói vừa kiêu ngạo lại hoành tráng này thì tuyệt đối rất vô sĩ nhưng lời này xuất hiện từ trong miệng thường nhạc thì lại là bình thường. Bày ra một thân hình thanh thế lớn trên ghế nằm, thường nhạc thoải mái tạo hình, sau đó mới từ từ nói. Vậy nói từ chuyện lúc nhỏ của tôi đi, trước đó tôi muốn trịnh trọng thanh minh một chút, những lời sau đâu tôi không hề có ý khoe khoang, chỉ là trình bày lần lượt từng chuyện. Ví dụ như năm tôi năm tuổi đã có thể đọc lầu lầu 300 bài thơ đường, chuyện này có tính là biến thái không? Nếu dựa theo cách nói lưu hành thời nay để hình dung, đây quả thật là rất biến thái, ánh mắt ôn nhu xuyên qua kính mắt bắn lên người thường nha, dường như Giang phân tích đầy đủ con người thường nhạc, trầm mặt một lát, cô lại nói, đây là một vấn đề khái niệm mơ hồ, hiện tại từ biến thái thậm chí đã trở thành một lời khen tặng. Nói ví dụ như một người mỗi lần thi đều đạt điểm tối đa, một người phá kỷ lục Olympic, sẽ có rất nhiều người cho rằng người đó biến thái, mà trên thực tế, đây thật ra là chứng minh sự ưu tú của họ, và trên học thuật, có biến thái hay không đều không có vấn đề. Thường nhạt nháy mắt một chút nói, theo như cô nói, lúc 7 tuổi tôi nhìn trộm con gái tắm, chuyện này có tính là biến thái không? 7 tuổi. Nhìn trộm con gái tắm, bàn tay trắng như ngọc đang để trên đầu gối của ôn nhu run rẩy, mấy ngón tay thon dài không khống chế được mà lay động. Cho dù cô cố gắng khống chế ngữ khí của mình như nào đi nữa, thì trong giọng nói của cô vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ, thường nhạc rất bình tĩnh nhìn ôn nhu, sao vậy? bác sĩ, không phải cô bảo tôi có thể nói bất cứ điều gì sao, lúc này tôi chỉ là làm theo dặn dò của cô. Ừ, không sao, mời cậu tiếp tục. Ông Nhu điều chỉnh lại tư thế ngồi, giọng điều đã bình tĩnh hơn vừa rồi rất nhiều. Thường nhạt dừng ánh mắt trên cái đùi co giãn mê người ở dưới bộ váy của ôn Nhu, từ từ nói, kỳ thật. Sau khi lên bẫy tôi không chỉ nhìn trộn một người con gái tắm, mà là nhìn trộn rất nhiều con gái tắm. Về phần rốt cuộc là bao nhiêu người, tôi không nhớ được. a à, bác sĩ, Cô lại làm sao vậy? Không sao, không sao, cậu tiếp tục đi. Ồ, vậy nói về thời điểm sau khi tôi 6 tuổi đi. Khi đó mẹ tôi luôn nói tôi không bình thường, bởi vì tôi đi chơi với bạn ở bên ngoài, mỗi lần đều chủ động đóng vai người xấu. Lưu Manh này, Thổ Phỉ này, Cường Đạo này, Phản Đồ này, Ác Ma, toàn bộ tôi đều diễn qua, hơn nữa những nhân vật đó đều là những nhân vật tôi chuyên diễn, ai dám giành giật với tôi, tôi liền nổi nóng với kẻ đó. A à, ha ha vậy sao bác sĩ cô sao có thể như vậy cô lại thất thố rồi rốt cuộc thì tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ tố chất gì chứ nghiêm túc chút được không nghe được lời nói nghiêm trang thậm chí có phần nghiêm túc của thường nhạc lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn ôm nhu không ngờ hơi đỏ mặt lại lần nữa bị thường nhạc giáo húng đến nỗi không thể phản bác cô nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau đó nói thật xin lỗi tôi là bị hấp dẫn bởi chuyện lúc bé của cậu mời cậu tiếp tục, nói xong 7 tuổi rồi. Vậy chúng ta bắt đầu nói khi 8 tuổi. Ách, à, lúc tôi 8 tuổi, dường như có rất nhiều bạn gái, tôi nhớ bạn gái đầu tiên của tôi là bị tôi dùng thơ của Shelly để lừa mà có được. Nhưng bây giờ tôi không nhớ nổi tên cô ấy nữa rồi, thật mẹ nó vô nghĩa, đờ đẫn nhìn thường nhạc ba hoa, ánh mắt của ôm nhu đột nhiên nhạt xuống, cô không rõ vì sao lòng mình lại có cảm giác mất mát, dường như trái tim đang mơ hồ đau đớn thường nhạc dường như không phát hiện ra ôn nhu thất thố, tiếp tục nói, lúc 9 tuổi, chật chật, đó quả thật là một năm đáng tưởng niệm. Tuy năm đó tôi rất buồn bực vì bị một cao thủ cờ vây đâm một vố, nhưng năm đó tôi đã tạm biệt nụ hôn đầu của mình. Ách, đương nhiên, nụ hôn đầu tiên lúc đó kỳ thật là tôi cưỡng hôn. Ai, bác sĩ, cô khoan hãy nói, cô bé kia hơi giống cô, cô ấy cũng là một người con gái thành công như cô, ồ phải không? Bản thân Ôn Nhu cũng không phát hiện, âm thanh của cô đột nhiên trở nên lạnh nhạt, đây là một loại lạnh lùng sau khi thất vọng, đương nhiên là phải rồi, cô cảm thấy tôi cần phải tìm cô để nghe tôi khoác lát sao. Ách, tiếp theo là chuyện lúc 10 tuổi đúng không, năm này thì càng khủng khiếp hơn, bởi vì năm đó, tôi cùng vị hôn thê hiện tại của tôi bỏ nhà đi. A, à, lần này Ôn Nhu vô cùng kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn thường nhạc cậu có vị hôn thê, đúng vậy, sao thế? thường nhạc không hiểu hỏi lại, cậu mới 16 tuổi, ôi, chẳng còn cách nào, nhà tôi định đám cưới trẻ con, không phải tôi có thể quyết định, bây giờ là thời đại gì rồi, còn có cách nói đám cưới trẻ con sao, người bình thường có thể không có, nhưng trong xã hội thượng lưu, đây là chuyện bình thường, xã hội thượng lưu. Ông Nhu không chịu được tiếp tục đánh giá lại thường nhạc lần nữa, áo phông, quần bò, giày thể thao trên người thằng nhóc này tuy khá có phong phạm quý tộc, nhưng qua phần lớn biểu hiện của hắn mà nói nhìn thế nào cũng không giống nhân sĩ thượng lưu mà có vẻ giống lưu manh hơn cho dù hắn có được thẻ vip nhưng trong tiềm thức của ôm nhu cô luôn cho rằng có lẽ chiếc thẻ này là người khác tặng hắn bác sĩ cô phải bức tôi tức giận mới chịu được đúng không cô lại làm sao đấy không không có gì cậu tiếp tục được rồi cảnh cáo lần cuối cùng đừng có thất thố như vậy nữa mời thể hiện chút đạo đức nghề nghiệp của người bác sĩ được không thường nhạc rất u oán nhìn lướt qua ôn nhu, nằm thành hình chữ, tiếp tục nói, nói đến cuộc hôn nhân trẻ con này, ôi, đó cũng là chuyện không còn cách nào khác. Đáng mừng chính là, tôi rất yêu vị hôn thê của mình, vì vậy cho rằng không sao cả. Nhưng bất kể nói thế nào, cuộc hôn nhân này luôn chứa tính lợi ích và hiệu quả cực kỳ nồng đậm, có thể nói là một cuộc giao dịch, có lẽ là cha mẹ vì lợi ích lâu dài của hai gia tộc, cũng có thể căn bản chính là tôi thích thế gia mấy chục tỷ RMB của vợ tương lai tôi. Ôi! Bác sĩ, nói tới đây, có cô phải cảm thấy tôi rất đê tiện, rất vô sĩ, rất ti tiện, rất biến thái không? Nói thật, có một chút. Cậu tiếp tục, ông Nhu cố gắng hết sức duy trì ngữ khí bình tĩnh, trái tim lại không ngừng nhảy lên thình thịch. Vừa rồi còn nghi ngờ người này có phải nhân sĩ Thượng Lưu hay không? bây giờ hắn lại nói ra tương lai bản thân sẽ có thế gia mấy chục tỷ điều này cũng quá kích thích rồi trái tim không tốt sẽ khó mà chịu được lời tiếp sau đây cô khẳng định sẽ không tin kỳ thật tôi cũng không phải rất để ý đến xuất thân của mình cũng khá chán ghét xã hội thượng lưu giả dối làm việc cũng khá quỷ dị cho nên có người nói tôi là kẻ bại hoại của ngũ đại thế gia ngũ đại thế gia ông nhu đương nhiên nghe nói qua về ngũ đại thế gia trên thực tế người địa cầu đều biết ngũ đại tài đoàn của trung quốc ôn nhu cảm thấy tim mình sắp ngừng đập, vừa rồi mới còn đang hoài nghi người này có phải có xuất thân mấy chục tỷ không, đồng thời còn đang suy đoán thằng nhóc này liệu có phải mắc chứng vọng tưởng nghiêm trọng cùng với chứng mặt dày tổng hợp không. Ôn nhu chỉ có thể không ngừng tự nói với lòng mình rằng mình là một bác sĩ tâm lý, dùng cách này để bình phục suy nghĩ hỗn độn của mình. Mặc dù như vậy, ôn nhu vẫn cảm thấy không thể tin nổi, nếu thằng nhóc này thật sự là một trong những người thừa kế của ngũ đại thế gia mà nói, hơn nữa vị hôn thê của hắn rất có của, vậy tương lai hắn không chỉ chỉ đơn giản là có mấy chục tỷ như vậy, mà là mấy chục tỷ cộng thêm mấy chục tỷ nữa, sao vậy, thường nhạc hỏi, tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu là người của nhà nào, nhà Đông Phương, Hoa. Người phụ nữ hiếm thấy năm ngoái được lên trang bìa tạp chí thời đại của Mỹ Đông Phương Ngọc là gì của cậu, nói xong lời này, ông Nhu cảm giác mình rất bát quái, ồ, đó là mẹ tôi, mẹ cậu, chẳng lẽ lại là cha tôi. Ông Nhu bị lời nói này làm cho bật cười, mắt thấy thường nhạc muốn nổi đoá, cô lập tức đảo mắt dành nói, bây giờ, chúng ta tuyệt đối có thể giao lưu một cách bình đẳng, cậu hiểu không? Giống như chúng ta là bạn bè, thông qua tâm sự trò chuyện để tìm kiếm căn bệnh của cậu. Cho nên, cậu đừng trách tôi thất thố, đây là phản ứng bình thường, bác sĩ tâm lý thì cũng là người. Nói ngắn lại, ngay sau khi kết thúc buổi nói chuyện tôi sẽ chẩn đoán bước đầu bệnh của cậu, nói xong lời nói nửa thật nửa giả này. Ôn nhu vô cùng đắc ý trong lòng, nhưng ở bên ngoài lại bày ra bộ dạng y đức cao thượng. Loại tiểu xảo này từ lúc 10 tuổi thường nhạc đã không chơi nữa rồi, đã sớm nhìn thấy tim gan phèo phổi ôn nhu, nhưng hắn hôm nay dường như thật sự muốn đến để tư vấn tâm lý, nên không phản kháng đề nghị này của ôn nhu. Tuy nhiên, người trên trái đất đều biết rằng, có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp là một trong những lời răng của người nào đó, thường nhạc cười nói, có thể, nhưng bác sĩ có thể đáp ứng một điều kiện nhỏ của tôi hay không? Cậu nói là điều kiện gì trước đã, nếu không quá đáng thì tôi có thể cân nhắc đồng ý. Rất đơn giản, sau này bác sĩ có thể đừng mặc quần áo của thương hiệu Pinky đi không? Vì sao? Ôm nhu giật mình kinh hãi, trên thực tế là cô kinh sợ hai lần. Đầu tiên là kinh ngạc ánh mắt của thằng nhóc này không ngờ lại ác nghiệp như thế, liếc mắt đã biết trang phục cô mặc là của Pinky Dian. Thứ hai, Cô cảm thấy dung mạo và khí chất của mình rất hợp với Pinky Dian, cũng không có gì không ổn, cho nên càng không hiểu nổi thường nhạc vì sao phải yêu cầu như vậy. Thường nhạc lười biến xoay người, thuận miệng nói, rất đơn giản, bởi vì Pinky Dian là hàng Nhật Bản. Chương 79, nào, bác sĩ, chúng ta tán gẫu. Thường nhạc lười biến xoay người, thuận miệng nói, rất đơn giản, bởi vì Pinky Dian là hàng Nhật Bản. Đúng vậy, Pinky An là do công ty Sani tự thiết kế, tập đoàn Sam Sam và công ty quốc tế Sani của Nhật được thành lập cùng công ty thương mại thời trang quốc tế Ninbo, bắt nguồn từ năm 1983 đã rất nổi tiếng ở Nhật, cũng có vị trí nhỏ trong giới thời trang quốc tế, cũng được coi là thương hiệu quốc tế. Ông Nhu thoáng một cái liền hiểu được, lộ ra nụ cười hiểu ý. Vậy, cậu là phẫn nộ, không tính vậy, tôi nào có thời giờ đi làm những việc đó, họ hết có lợi hại hơn nữa thì Nhật Bản cũng không thể chìm xuống, đúng không? Nếu tôi muốn làm mà nói, liền làm chút chuyện thực tế, thực tế, trái tim Ôn Nhu co mạnh một cái, nếu thân phận của tên nhóc này thật sự hiển hách như vậy, hắn sẽ không đi làm một cuộc khủng bố tập kích Tokyo chứ? Thường Nhạc cười cười, dùng ánh mắt mờ ám nhìn Ôn Nhu, "Bác sĩ, cô đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi." "Chẳng lẽ cô nghĩ tôi là phần tử khủng bố?" "Ai, nếu thật là như vậy, vậy rất tổn thương lòng người rồi, cô nhìn xem, tôi chỉ là một học sinh trung học." Mỗi ngày học tốt tiếng về phía trước, sẵn sàng bốn hiện đại hóa, làm sao có thể làm những việc đó, cô nghĩ tôi quá xấu xa rồi, thật sao, ông Nhu dùng giọng điệu bất an và nghi ngờ hỏi, ách, điều này, trên cơ bản là thật, nhưng nói không chính xác, không chừng một ngày nào đó bản thiếu gia bực bội đi tìm người làm nổ tung đất nước đó, thường nhạc không chút để ý nói xong, hoàn toàn mặc kệ khuôn mặt xinh đẹp đã biến sắc của ông Nhu, đột nhiên nói, đúng rồi, bác sĩ, chẳng lẽ tôi có ý nghĩ như vậy cũng coi là biến thái, không tính là biến thái, nhưng có chút chênh lệch, vì sao cô lại nói sang chuyện khác, tôi làm sao cơ, hình như tôi chỉ yêu cầu cô đừng dùng trang phục Pinky Dian, có tất yếu phải làm vấn đề suy đến trên người tôi không, ồ, cũng phải, nhưng, cậu có thể nói lý do thật nhất không, lý do của tôi, rất đơn giản, cho dù không phải sản phẩm trong nước, cũng đừng mua đồ nhật, tuy chi phí mua sắm là không có biên giới, nhưng người tiêu thụ lại có biên giới đúng không chúng ta sao phải mua đồ của kẻ thù đương nhiên chỉ cần mọi người không làm hán gian mua hàng nhật cũng không có gì để nói tôi chỉ là không quen nhìn người bên cạnh mình dùng hàng nhật mà thôi người bên cạnh cậu tôi cũng tính sao nói xong lời này ông nhu cảm thấy trái tim mình không ngờ hơi rung lên đương nhiên tính ai bảo tôi gặp phải cô chứ nếu tôi vĩnh viễn đều không có cơ hội gặp cô Vậy cô dùng nhãn hiệu gì đương nhiên không liên quan đến tôi. Nhìn kẻ vừa cực đoan vừa kỳ quái này, ông Nhu hiếu kỳ nói, cậu thật sự chưa bao giờ dùng hàng Nhật, thường nhạc cười nói, chưa bao giờ dùng. Lời này có chút khoa trương, ví như tôi từng xem hoạt hình hoặc phim Nhật, còn có AV. Nói như thế nào đây, là tận lực không dùng đi. Đương nhiên, tình huống đặc biệt luôn có ngoại lệ, ví dụ như có một ngày tôi bị người ta đuổi giết, trước mặt chỉ còn một chiếc Toyota, Tôi sẽ không chút do dự mà dùng xe đó để chạy trốn. Trên thực tế, bất luận thiết bị gì trong xí nghiệp của gia tộc Đông Phương, như điều hòa hay máy tính gì đó, không có cái nào là hàng Nhật Bản. Người của thường nhạc cũng không dùng thứ này, về phần thường nhạc nha, đương nhiên cũng chưa từng dùng, hắn có ít nhất 10 chiếc xe, tất cả đều không phải đồ của Nhật, giống như lần trước đua xe trên núi Dương Vĩ, xe máy của Nhật xịn như vậy, gần như dựng lên nửa bầu trời đua xe máy nhưng thường nhạc vẫn là dùng xe của anh để chiến thắng trở về loại cảm giác vượt qua suzuki yamaha honda của nhật thật sự rất thú vị ôm nhu im lặng lắng nghe thường nhạc thao thao bất tuyệt cảm nhận biến ảo trên vẻ mặt hắn nét mặt của cô cũng không ngừng biến ảo cô đột nhiên cảm thấy trên người tên nhóc này có một loại chân thành hiếm có chẳng qua là bình thường không biểu hiện ra mà thôi nhìn bộ dạng kích động của thường nhạc ôm nhu kéo ghế ngồi đến sát cạnh hắn lấy tay nhẹ nhàng đè lại cái trán của thường nhạc, giọng điệu ôn hòa nói, được rồi, tôi đáp ứng yêu cầu của cậu. Bây giờ cậu hít sâu, thả lỏng, không ngờ thường nhạc đột nhiên nói một câu, cô để tay lên trán tôi, làm cho cục cưng bé bỏng của tôi nhảy loạn lên, làm sao tôi có thể thả lỏng được, đáng ghét, ôm nhu hờn dỗi một tiếng, không kìm nổi lấy tay vỗ lên mặt thường nhạc một cái. Nhưng cô lập tức cảm thấy hối hận vì lời nói và hành động của mình, mình là bác sĩ, làm sao có thể như vậy, nằm một bên, nhìn bộ dáng giận dữ của gia nhân, thường nhạc lập tức phát huy đạo đức nghề nghiệp của một hoa hoa công tử, dịu dàng nói, kỳ thật, với khí chất và dáng người cùng dung mạo không thể bắt bẻ của một bác sĩ, cô mặc quần áo gì đều rất đẹp, trong mắt tôi, không phải chỉ có Pinky Dian mới giúp cô tỏa ra khí độ và nội hàm chuyên nghiệp này, kỳ thật dùng Kenjo cũng không tệ, thần bí phương Đông và diêm dúa phương Tây dung hợp lại, quả thật rất thích hợp với cô ôm nhu cúi đầu nhìn thường nhạc, kinh ngạc vì sự hiểu biết độc đáo uyên bác đối với phụ nữ. Cô nói, Kenjo chẳng phải cũng do người Nhật Bản thiết kế sao, ho khan một tiếng, thường nhạc nghiêm túc nói, không giống nhau, Kenjo là do nhà thiết kế Nhật mang quốc tịch Pháp thiết kế, tính ra vẫn là công ty của Pháp, đúng không? Tôi là một người có tư cách, từ trước đến nay ân oán rõ ràng, xì một tiếng, ôm nhu rốt cục không nhịn được bật cười, nhìn bộ dáng có chút nghiêm túc của thường nhạc, không nhịn nổi ôm bụng cười to. Không hề nghi ngờ, cô hoàn toàn bị thường nhạc đánh bại. Thật ra, thường nhạc cố ý hạ xuống chỗ hấp dẫn, nhìn sắc mặt ôm nhu, lúc này mới nói, kỳ thật cô không cần phải cố ý mặc trang phục trưởng thành, tuy nghề nghiệp của cô có chút trói buộc về hình tượng, nhưng cô cũng có thể đi theo cá tính của mình. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? 26. 25. Hoàn toàn không cần phải ăn mặc như vậy. Tôi đề nghị cô dùng ít to ít to màu đẹp đường cắt may khêu gợi đầy đủ các phong cách cá tính tuyệt đối có thể làm cho cô có cảm giác rực rỡ trước mặt người bệnh trong mắt tôi thậm chí trong mắt tất cả bệnh nhân một bác sĩ có cá tính tuyệt đối có sức hấp dẫn hơn bác sĩ bảo thủ ôn nhu yên lặng nghe thường nhạc nói ánh mắt có chút mơ màng cả người thậm chí có chút ngây ngốc ai cũng không ngờ tới bởi vì buổi nói chuyện này ôn nhu tương lai trở thành bác sĩ tâm lý có cá tính và xuất thân cao nhất cả nước thậm chí là toàn cầu rất nhiều phú hào muốn nhận tư vấn tâm lý của cô đều phải hẹn trước mấy tháng nhân tiện nói một câu ít to ít to không chỉ là từ dùng để chỉ cái kia giữa nam và nữ ít to ít to đúng là một thương hiệu trang phục nổi tiếng toàn cầu khi ôn nhu hồi phục tinh thần phát hiện thường nhạc đang ngồi trước mặt mình trong tay còn cầm chiếc kèn ác Monica thổi một bài dân dao làm cho cô bị dọa miệng há to ôi bác sĩ cô nhìn mình xem lại thất thần đúng không Tôi đứng lên hút xong điếu thuốc rồi, còn đến bàn làm việc của cô lấy cái kèn ác Monica này mà cô không phát hiện ra, thường nhạc làm ra bộ dạng đúng lý hợp tình của trách, giống như giáo viên đang giáo huấn học sinh. Ôm nhu che giấu ồ một tiếng, sau đó rất chuyên nghiệp nhìn thường nhạc, miễn cười nói, tôi đã nói rồi, bây giờ vị trí của chúng ta là bình đẳng, thất thố của tôi có thể lý giải được, mời cậu tiếp tục. Thường nhạc nháy nháy mắt một chút, thật sự là ở vị trí bình đẳng sao, đương nhiên khẩu khí của ôn nhu vô cùng đáng tin, tốt lắm, thường nhạc chỉ chỉ chiếc cuối dùng để dựa đầu ở bên cạnh, dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn ôn nhu, cười nói, mời cô ngồi ở đây, được không, được, ôn nhu lần này vô cùng thoải mái, ngồi ở trên ghế nằm, bác sĩ chính là bác sĩ, tố chất cao như vậy, không như phụ nữ bình thường, luôn thích nhăn nhó, thường nhạc cười tán dương một câu, bỗng nhiên nằm xuống, gồi đầu lên trên cái đùi co giãn sung mãn của ôn nhu, cái mũi thẳng tắp kia còn rất không có ý tốt mà hít hà. Cậu, đối mặt với tên nhóc ăn đậu hũ của cô, ôm nhu tương đối không còn gì để nói. Lấy tay nâng đầu thường nhạc, trong nháy mắt ngón tay đụng đến mái tóc mềm mại của thường nhạc, cô đột nhiên cảm giác được lòng mình khẽ nhộn nhạo. Lúc này, giọng nói rất nghiêm túc của thường nhạc truyền đến, bác sĩ, đừng sợ, tôi chỉ là thích nằm chợp mắt trên đùi phụ nữ mà thôi. Dưới tình huống như vậy, tôi mới có thể hoàn toàn thả lỏng, Cô nhân nhượng tôi một chút đi, ôm nhu định dùng lực đẩy thường nhạc ra, nghe nói như vậy, tay cô lại thỏng xuống, vậy hiện tại cậu đã thả lỏng chưa, tương đối rồi, nhưng vẫn còn thiếu chút chút, hai phút qua đi, ôm nhu lại hỏi, bây giờ thì sao, vốn đã thả lỏng rồi, cô hỏi như vậy, tôi lại cảm thấy căng thẳng, cậu, được rồi, bây giờ được rồi, chúng ta bắt đầu đi, ừ, cậu nói, tôi nghe, thường nhạc hơi hơi xoay đầu trên đùi ôm nhu, nói, bây giờ, đến lượt tôi hỏi cô, xin hỏi, vừa rồi lúc tôi nói đến mẹ tôi Đông Phương Ngọc, tại sao cô phải kích động như vậy, ông Nhu không hề ngượng ngùng, đúng lý hợp tình nói, rất đơn giản, bởi vì mẹ cậu là thần tượng từ nhỏ đến lớn của tôi. Trên thực tế, người phụ nữ ưu tú như cô ấy, tôi nghĩ hơn phân nửa phụ nữ trên cả nước đều sùng bái cô, cô, hóa ra là như vậy, có thể hiểu được, bằng không, cậu cho là như nào, thường nhạc chỉnh chỉnh cái đầu, hai mắt hướng lên, Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở giữa bộ ngực no đủ của ôn nhu, dừng trên chiếc cầm thanh tú, thẳng thắn nói, tôi còn tưởng cô là cô gái hám của. Lúc ấy tôi liền nghĩ, bác sĩ cô chắc không mang cái nhìn vấn đề một cách phiến diện chứ. Nếu là như vậy, tôi thật quá thất vọng. Chương 80, bác sĩ, chúng ta thổ lộ tâm tình. Cô gái hám của, ôn nhu cúi đầu xuống, gặp phải ánh mắt có chút xuất thần của thường nhạc, bốn mắt nhìn nhau khiến cho trái tim cô gái hơi hơi rung động, cô cất tiếng hỏi, cậu nghĩ như vậy cũng là bình thường, nhưng tại sao cậu lại phải thất vọng, thường nhạc cũng không tránh né ánh mắt ôm nhu, hắn suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói, bởi vì, có lẽ là bởi vì tôi không muốn người phụ nữ mình thích quá ham thích vật chất, người phụ nữ cậu thích. Cậu đang nói tôi, vẻ mặt ôm nhu cùng với giọng điệu đều rất bình tĩnh, đúng thế, vẻ mặt cùng với giọng điệu của thường nhạc còn bình tĩnh hơn cả ôn nhu, ôm nhu, vì sao, thường nhạc. Cái gì vì sao, ôm nhu, cái gì cái gì vì sao thường nhạc sao cô lại vì sao nhiều như vậy ông nhu chẳng lẽ tôi lại không thể vì sao nhiều như vậy thường nhạc đương nhiên cô có thể vì sao nhiều như vậy nhưng tôi lại không có thói quen cho phép người khác hỏi tôi vì sao nhiều như thế những thuộc hạ của tôi đều không dám hỏi tôi vì sao họ chỉ có thể làm theo lời tôi ông nhu tôi không phải là thuộc hạ của anh tôi muốn biết vì sao thường nhạc vì sao cô muốn biết thì tôi phải cho cô biết ông nhu bởi vì tôi là bác sĩ nên tôi cần phải biết suy nghĩ thực sự của anh được rồi tôi thua cô kỳ thực tôi chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi thường nhạc cười cười cái nụ cười quỷ dị đó không giống thoải mái cười to cũng không giống nụ cười đùa dai mà nụ cười này làm cho người khác rất khó lý giải ý nghĩa bao hàm trong đó được rồi rốt cuộc cô muốn hỏi cái gì hỏi anh vì sao anh lại thích tôi tôi có thể sử dụng một lời thoại trong một bộ phim cũ để trả lời không thích một người cũng cần có lý do sao ông nhu cuối cùng đã tìm được cơ hội xoay chuyển tình thế cô cố ý nghiêm mặt không cho phép nói năng ngọt sức theo như lời cậu đã nói từ trước chúng ta hiện nay đang tiến hành tâm lý trị liệu mời nghiêm túc một chút cô. điều này cũng rất đơn giản ánh mắt của cô cái mũi cái miệng cái tai tướng mạo dáng người giọng nói lại còn bộ dạng khi cô nói chuyện thậm chí cả bộ ngực của cô tất cả tôi đều thích Thường Nhạc quả thực là quá thành thực, đơn giản có hỏi là có đáp. Hắn nghiêng đầu xuống dùng cái mũi dịu dàng chuyên nghiệp lướt trên bộ ngực rất khít khít sau đó mới chậm rãi nói, "Còn nữa, mùi nước hoa Islauder trên người của cô cũng là thứ tôi thích." Ông Nhu trước sau như một bình tĩnh hỏi, "Còn gì nữa không?" Thường Nhạc giống như đứa trẻ bị vạch trần lời nói dối, trên mặt lộ ra một nét cười ngượng ngùng, nghiêm mặt lại nói, "Quả nhiên là không lừa được cô, trên thực tế, ở đây tôi thích nhất vẫn là là đôi chân của cô khi vừa đến tôi đã bị đôi chân dài và cặp đùi đẹp đẽ của cô cuốn hút ông nhu cười cười cậu có tâm lý thật phức tạp đây tuy rằng không phải trạng thái bệnh lý nhưng điều này có thể dẫn đến ý thức bài xích những phụ nữ chân không đủ dài đối với các cô ấy mà nói như thế là không công bằng tôi không quan tâm nhiều như vậy với lại không phải mỗi người phụ nữ đều làm vợ của tôi thường nhạc làm ra dáng vẻ một tên vô lại sau đó không kiên sợ gì trong thiên hạ mà lấy tay đặt lên đùi ôn nhu rất trịnh trọng nói kỳ thực tôi cũng không có tâm lý phức tạp gì chủ yếu là đôi chân của cô thực sự quá đẹp khiến cho tôi không thể kìm lòng được mà phải hết lời ca tụng khen ngợi ôi thật đúng là một đôi chân đẹp một đôi chân hiếm thấy một đôi chân tuyệt mỹ một đôi chân rất khó gặp một đôi chân ngàn năm mong đợi một đôi chân đẹp đến không thể đẹp hơn một đôi chân đẹp đến kinh thiên động địa đẹp đến quỷ khóc thần sầu, làm cho người ta nhìn thấy không thể không vỗ tay khen ngợi mà kêu to lên ba tiếng chân đẹp quá. Nói xong những lời này thường nhạc đột nhiên cảm thấy mình có chút giống như làm trò cười. Hay là bản thiếu gia bị nhóc này lây nhiễm rồi, ông nhu nhẹ nhàng hất bàn tay trộm cắp đang đặt trên đôi chân đẹp đẽ của mình ra, không nóng không lạnh hỏi, rốt cuộc là đẹp ở chỗ nào, câu hỏi thật hay, cho phép tôi suy nghĩ 30 giây, sắp xếp lại từ ngữ một chút sau đó sẽ trả lời cô. Sau khi nói xong, thường nhạc nhắm hai mắt lại, làm ra một bộ dáng trầm tư, đúng 30 giây sau mở mắt ra nói, nói thật, tôi từ trước đến nay chưa từng gặp qua một phụ nữ nào có đôi chân đẹp như thế này. Nói tới đây, thường nhạc lại đem bàn tay trộm cắp của mình đặt lên đùi cô, còn làm ra bộ dáng nghiên cứu học vấn rất nghiêm túc chỉ chỉ rõ rõ trên cặp đùi của cô mà nói, cô xem, bắp chân của cô rất đầy đặn nhưng lại không quá mập mạp, toàn bộ bắp chân nhỏ, dài thằng tắp, đường cong có thể nói là đẹp tuyệt trần mà ở bên dưới đôi gót sen lại càng tinh xảo, mắt cá chân mượt mà, phối hợp với giày xăng đăng cao gót để lộ ra những ngón chân tinh xảo giống như ngà voi điêu khắc mà thành. Lại nhìn đến hai bắp đùi của cô, đó là bộ phận thu hút đầu óc của tôi nhất, nó thật có lực bùng nổ nhưng lại rất mềm mại mượt mà có thể nói là một cực phẩm trong hàng vạn không tìm được một, nói xong rồi hả, ôn nhu biểu hiện bình tĩnh càng ngày càng giống một bác sĩ tâm lý, lại một lần nữa nhấc đôi tay gian tà của thường nhạc ra, tán dương một câu, tôi nhìn không ra, cậu đúng là đã có nghiên cứu rất kỹ đối với chân của phụ nữ. Tuy rằng thoạt nhìn ôn nhu rất bình tĩnh, nhưng thường nhạc vẫn phát hiện dưới mi mắt cô hiện lên một tia vui sướng. Không có phụ nữ nào không thích được người khác giới khen ngợi, cho dù là ôm nhu, bác sĩ tâm lý kiệt xuất này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, dựa vào đạo đức nghề nghiệp căn bản của một hoa hoa công tử, thường nhạc giả bộ như không phát hiện thấy gì cả, hoặc giả hiện giờ hắn cũng không vội tán gái hắn tỏ ra rất là xúc động nói ồ cô thực sự không phải nói cá nhân tôi cảm thấy thật ra thì tôi cũng vừa mới phát hiện ra tôi thật sự có tìm chất viết tiểu thuyết ít 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 ha ha thật à đương nhiên chẳng lẽ cô không cảm thấy sao tôi chỉ là phát hiện ra cậu rất biết miêu tả phụ nữ cũng rất biết dụ dỗ phụ nữ không bác sĩ cô nói như thế thì tôi phải nghiêm túc phê bình cô rồi thường nhạc nghiêm mặt làm ra một dáng vẻ rất bi thương nói bác sĩ sao cô có thể nói như thế tôi chẳng qua là có thói quen nghiên cứu con người mà thôi bất kể nam hay nữ đương nhiên bằng lương tâm mà nói tôi vẫn thích nghiên cứu phụ nữ hơn lấy thí dụ vừa rồi khi tôi vừa mới tới đây tôi có nhìn thấy một cô gái đẹp bên ngoài phòng làm việc tôi không kìm lòng được có nghiên cứu cô ta một chút cô ấy thoạt nhìn rất bi quan anh nói là su sần đồng nghiệp của tôi cô gái trẻ tuổi mặc bộ váy màu trắng kia ừ đúng rồi chính là cô ấy không thể nào su sần là một cô gái rất lạc quan sao anh có thể nói là cô ấy bi quan ở ngoài mặt thì là như vậy nhưng bác sĩ chỉ cần cô nhìn kỹ bộ ngực của cô ta một chút cô sẽ phát hiện cô ấy đối với cuộc sống có thái độ bi quan tiêu cực vì sao điều này cũng muốn hỏi đương nhiên bởi vì ngực của cô ấy chảy xuôi xuống ông nhu vốn định giả vờ giận dỗi nhưng lại không thể kìm nổi bật lên cười khanh khách cười đến rung hết cả người thằng nhóc này hắn cũng, cũng thật biết tán gẫu, thật biết chọc ghẹo người ta, mà còn cái luận chứng méo mó kia, còn cố tình làm cho người ta ôm bụng mà cười, cười đến không thể nào phản bác, thường nhạc cảm nhận được thân mình run rẩy của Mỹ nhân mang đến chấn động, hưởng thụ này còn khoái cảm gấp hàng vạn lần so với ghế mát xa. Sự thoải mái khiến hắn thiếu chút nữa chỉ muốn cởi sạch quần áo, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhắm hai mắt lại mà lặng lặng hưởng thụ. ôm Nhu thật ra rất có kinh nghiệm của một bác sĩ tâm lý, tỉ mỉ khai quật tất cả các vấn đề của thường nhạc hỏi, vì sao cậu thích nghiên cứu con người, thường nhạc đột nhiên mở mắt ra, trên mặt có chút lạnh lùng lại cũng chút bất đắc dĩ nói, khả năng bởi vì có rất nhiều người muốn đối phó với tôi, cũng có thể bởi vì tôi luôn muốn đối phó với người khác, cho nên, ha ha điều này thật là khó nói, nói một cách khác, từ nhỏ đến lớn, trước sau có tới gần 20 nhóm người muốn bắt cóc tôi, chẳng qua là bọn họ chưa thành công mà thôi, vì để sống sót, mỗi người đều trở nên âm hiểm, giả dối không phải sao, cậu bị bắt cóc hơn 20 lần, dù là tố chất tâm lý của ôn nhu rất tốt, nhưng cũng đã không nhịn được phải kêu lên một tiếng. Tuy nhiên cô cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại ngay, đa số con cháu những nhà quyền quý đều có từng bị bắt cóc, điều này cũng không phải là chuyện lạ, điều này cũng không có gì kỳ quái lắm, bác sĩ, cô cũng không cần quá lo lắng như thế. Trên thực tế rất nhiều bọn cướp còn chưa kịp tiếp cận tôi trong phạm vi 100 thước, đã bị vệ sĩ trong nhà tôi giải quyết, trên mặt Thường Nhạc hiện lên nụ cười như có như không, một loại mùi máu nhạt nhạt từ trong người hắn tràn ra, kỳ thực, nguyên nhân nghiên cứu về con người cũng không phải tất cả vì như thế, mà có thể là do tôi đam mê. Trong mắt của tôi, chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm, tôi thích tìm nhược điểm của người khác, đặc biệt là nhược điểm đối thủ của tôi, dừng lại một chút, trên mặt Thường Nhạc lộ ra một chút không đàng hoàng, thanh âm cũng trở nên lạnh lùng, nhiều khi thực sự tôi cũng không muốn như vậy, nhưng không có biện pháp. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, thân thế của chúng ta quyết định tất cả, cho dù tôi không đối phó người khác, người khác cũng sẽ vắt óc tìm cách đối phó tôi, mà tôi thì lại không muốn làm một con dê béo để cho người khác làm thịt, vì thế tôi chỉ có thể biến mình thành một con mảnh thú, cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo khác thường truyền đến từ trên người thường nhà. Ông Nhu cảm thấy ở lạnh từ chân truyền đến khắp cơ thể của cô cô lại một lần nữa cúi đầu dùng một ánh mắt trước nay chưa hề có nhìn thường nhạc cô muốn nhìn rõ thực tại thái quá tuổi trẻ trên con người trẻ tuổi này rốt cuộc phải nhận áp lực và trách nhiệm như thế nào cốt rồi hiện tại chúng ta đã quay về vấn đề ban đầu cậu nói xem tại sao cậu lại không thích phụ nữ hám của ông nhu khéo léo chuyển đề tài phân tán sự chú ý của thường nhạc quả nhiên sắc mặt thường nhạc hòa hoãn đi nhiều lộ ra một nụ cười miễn cưỡng nói thực ra tôi cũng không kỳ thị các cô gái hám của người cũng nên có một mặt hám lợi cho dù là kỹ nữ tôi cũng vẫn giữ một phần tôn trọng ở trong mắt tôi dựa vào bản lĩnh của mình để tồn tại trên thế giới này cho dù là bán mình đi nữa thì cũng không có gì sai nói tới đây thường nhạc lại bổ sung thêm một câu nhưng tôi không hy vọng tôi có thể thích các cô gái hám của tuy rằng tôi có nhiều tiền đến mức căn bản tiêu không hết tôi cũng không quan tâm tiêu tiền trên thân thể phụ nữ nhưng tôi không thích phụ nữ quá ham muốn vật chất nói như thế cô hiểu chưa không hiểu không phải chứ bác sĩ cô có tinh thần chuyên nghiệp một chút có được không lời nói thông tục dễ hiểu như vậy mà cô vẫn còn không rõ ư